không mệt mà cũng không buồn, cũng giận luôn. Ờ. Vô đi con like nữa, cô gái áo hồng like. Vậy cái này nè chị, tưởng nay em đi chẹt cho mở cái cửa này cho nó chui với độ. Ờ chẹt mở mở cửa đi chứ gì. Khỏi cái này luôn nha. Khỏi đi. Chui vô khó rồi. Chui. Khỏi đây, chú gỡ luôn con đi. Gỡ nó không chừng giờ bữa gánh xuống nha. Thôi chú chiều cũng đi. Con chỉ có cái thứ ấy cho cái son đó mẹ ơi. Mới mỏi mẹ kìa. Hello, hello. Đang like chắc Facebook thấy bắn đắt quá, nó tắt mấy bà ơi. À, cô gái áo hồng xin lén, xin lén, xin lén nha. Con ly nước đâu con đưa ly nước đi. Ai cái ly nước đâu cảm ơn đi khác. Đưa cái tuống hết đâu. Uống này cho xong để à, cho nước đi cảm hờn ơi. Ờ à, uống. Em chào mấy chị yêu. Hello chị Vitamin. À, nó lôi mấy cục cưng. À, em chào chị yêu Thanh Trúc. Ờ à, em đang like đắt quá đó mấy chị. Facebook nó tắt em đó, không phải em tắt đâu. Em đang bắn đắt đó. Thôi thấy em bắn đắt quá nó tắt em đó. À, sido sobre. Sido sobre. À, màu hồng. Áo này màu hồng. Dây chuyền đang là màu trắng ấy chứ. Nó có trắng với hồng mà tại vì lôi cái áo này bị cháo á. Đẹp ha. Để sò ngày mai. Chị Kim đang đem 13 triệu chế ơi, em có 5 giây. Sale 1 triệu 3. Chiều khóa sale 1 triệu 3. Bông tai có 3 đôi sale 1 triệu 3 luôn. Đẹp luôn em, có hồng chế hồng đây chế ơi. Chụp lấy chế dân 13 triệu 100 này con. Đây dạ, dây có. Dây em đang đem 13 triệu. Xe 1 triệu 3 nha, về nè con với Hồng vô chế dân 13 triệu nè. Dây em đem có 5 dây. Bông tai 5 triệu cục cưng ơi. Chị Kiệm đang đem màu hồng. Áo mặc dí 1 triệu 3 trên 9 ngàn mấy chị ơi. Xilin, xilin. Một một đẹp. Thôi đừng mua 45 triệu cũng tiền quá vậy. Mặc có 1 lần 2 lần, một lẽ có cái áo mười mấy chị mặc hoài. Mặc chụp bộ hình coi như bỏ cái áo. Ba cái quỷ dương này ai đâu mà biết mà nó một một đâu à. Mấy chị cứ mặc nó 13, 4 triệu ai đâu biết. Rồi dây chuyền 13 này dẹo. Con bớt cái sự ế ẩm con qua cái mặt con tươi tươi nha. Mày kêu mẹ mày đi cắt mắt cho mày đi. Mắt chị buồn ngủ cũng chết luôn. Cắt đi nữa con trẻ bằng pin nè, 30 tuổi không sao chứ. Nói mày em cắt mắt xong mày trẻ nhưng pin nhà tao vậy đó. 13 triệu, 5 triệu là gì đây. Dòng thật chim đang đem về được 3 dòng nha. 48, 49, 50, 52, 54 được luôn em. 5 triệu là gì vậy gái. 5 triệu là gì đó. Chị mất qua 5, à, bông tai 5 triệu. Ta có 3 đôi à. Bao đẹp cực kỳ, xem 1 triệu 3. Em cháu em chú đơn chế thọ mất hầm chế ghế nhà em. Tiệm em đẹp không? Lớn không? Vàng nhiều không? À, khoái lắm đó, niềm tự hào với tiệm em đó. Em thành công được vậy là em tự hào tiệm. Kiểu tự hào mình cũng cố gắng. Cũng được mấy chị thương. Em có lắc sắn 7D. Đẹp luôn mà em nha. Mấy chị mấy dạng lắc này mấy chị muốn thêm tòng tay cũng được. Thêm lá cũng được, thêm gì cũng được luôn. Em xem 1 triệu 2 cuối tuần. Cô gái áo hường xem. Duyên ơi, mẫu ơi. Cái tiêu đề chữ cô gái hường mà để chữ xéo xèo xéo xèo. Đúng nghe thêm chữ định châm đó. Xéo xèo xéo xèo nghe vậy. Ở ngoài xinh không quá trời hết chứ em, cảm ơn. Dây mì á, dây mì chị cũng đeo tùy. Mì trơn dễ gãy, mì kiểu cũng gãy chứ. Và bông đang đeo 5 triệu có 3 đôi. Lắc em đang cầm lắc sóng bay đêm có 2 chiếc em xem 1 triệu 2. Ai bỏ lỡ tiếc. 20 triệu 340. Cái này tới 27 triệu cả nhà ơi. Dạ dạ nói chung là nãy em nghĩ Facebook nó canh tị với em bán đắt quá nó tuột bà nó mắc kết nối em luôn rồi em sale cho 1 triệu 2 nha. Đẹp dữ lắm mấy chị, đẹp mà đẹp dữ lắm. Chốt đơn 20 triệu 340. Bông đang đeo 5 triệu rồi tình yêu Lâm Tuyền ơi. 5 triệu à, rồi chốt đơn cho Lâm Tuyền. Có cái ca này có không, có cái ga giấy chưa con ơi. Ok nè, pin pin nè, chế dân nè, 13 nè. À sao thay áo hả? Ờ em cứ ca là thay áo, quần áo nhiều làm gì mấy chị. Quần áo nhiều là phải mặc livestream. Em không có để dành đồ mới nha. Có gì mặc hết à. Em là cuộc đời em không có để dành đồ nha chị. Đồ nhà mới về như mặc hết. Tại vì trên livestream là nhiều khi còn cái người ta coi em nhiều hơn em đi chơi nữa. Chưa để tin nhắn tình yêu thẳng mất 5 triệu nè con. Tối nay sòn chế ơi. Cuối tuần là em sẽ live 3 chớp cho mấy chị. Ok chế Lâm Tiền. Cuối tuần là thứ bảy chủ nhật em sẽ live 5 giờ em từ live 12 giờ tới khuya đó. Không có đi tập thể dục, không có đi đâu chơi hết chứ. Rồi chốt đơn 5 triệu.
lắc tai 20 triệu 340 rồi, đẹp đẹp rồi. Nhẫn cưới sao luôn 1 triệu 3, nhẫn Gucci luôn, Gucci Gucci cô gái áo hường. Rồi đi tam chỉnh sửa đi tay được tháo không chị, đi Duyên ơi, tháo không chị, tháo không chị, nè đẹp nữa nè, nữa chị toàn lắc ban siêu đẹp thôi, sale 1 triệu 250, 1250. À, trái tim, túi chữ H, trái châu, thương hiệu LV có thòng tan tăng đưa 1250. Nói tiếng Anh đó, hồi nãy gặp nói tiếng Anh cứng họng mấy chị ơi. Chị nói em beautiful, trời ơi, em đẹp đó chị. À, 14572. Gặp người nước ngoài cũng lả lơi lắm. Mã đẹp trai thiệt mấy chị ơi. Nhìn nó mặn mà quá Duyên. Nhìn mặn mà mạnh mẽ. Mặn mà mạnh mẽ, trời luôn mũi câu nhồng đẹp trai. Chồng em nghe được móc mắt em đây tại chỗ mấy chị. Vợ đang hâm he em đó. Nó lụi em cỡ 15 dao mà cái kiểu mà giống như nhỏ kia chỗ cục điện nó đó đó đó, tao lụi lụi cái đó đó. Cái em nói vậy nè mấy chị, nếu ví dụ như chồng chết đúng không, em đi lấy chồng được không, tối về chết bóp cổ mày cho mình đi lấy chồng à, là nó cho hay rồi đó. Cho hay rồi đó. À, rồi chốt được đây 18 triệu 400, chết cũng không thai nha mấy chị. Dạ tiệm đề 20 triệu 340 cái lắc này. Rồi dòng cặp chim đang đeo sale chân 1 triệu 350 ngàn, có đi 48, 50, 52, 54. Mấy chị đeo không cũng được, mấy chị đeo chung với đồng hồ cũng đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. 1350 nha, 135, 16, 40, 22 triệu 140. Cái này em thấy người ta bán 27 triệu đó. Dòng này người ta bán 27 triệu đó mấy chị. Em có đi 48, 50, 52, 54 luôn dùm em có 3 dòng 22 triệu 140 ngàn, sale đồ mới về 1350, 1350 nha, rẻ đỉnh đẹp luôn mà em. 22 triệu 140, lắc sắn 7 đêm đang đem xem 1 triệu 2, 20 triệu 340. Bé đi chung chung với em đeo nó sáng hoài mấy chị ơi, mấy chị cứ cũ cũ mấy chị trà xà bông là sáng chân. 22 triệu 140 nghìn dòng cặt chia vàng hồng luôn, khóa nó cực đỉnh đẹp luôn em bên hông nè. À, nó bền nha các chị, mấy chị chỉ cần nhắn thôi chứ nó không cần nhận dặn, mấy chị cần nhắn thôi. À, đây nhắn thôi mà em là nó ra rồi. Dạ 20 triệu. You so beautiful girl là đẹp đó. Là bạn đẹp đó, em dịch được. Rồi lắc tay 20 triệu 340 chị gái. Bạn pha lê nè, pha lê giỏ nè, giỏ pha lê nè, à, là pha lê giỏ nè. 20 triệu 340 xem 1 triệu 2. Dạ, số tài khoản. Ê đẹp nhắn chị 50 để bán ngay nha. Mày vô sổ hơn 50 đi. 20 triệu 340 dẫn với cái này hoài phạt nghe, phạt thiệt đó, không phải dẫn hả, mà lấy thật bánh 70 và phạt 50 lỗ. À, lắc món ơi chế 18 triệu 400 chế ơi, xem 1 triệu 2 Dương Tu Cúc và mua đi, 1 triệu 250 mới lộn nha. 1250 đó lắc nè, không mua cái mai mốt Vinh này không lên nữa, không lên đâu ha. Bây giờ lên thứ bảy chủ nhật nè, có bao nhiêu chơi bao nhiêu đi, có tiền sanh tật nha. À, thành ra đừng để tiền vàng tiền trong người nhiều, em chỉ có vàng thôi với nợ thôi, em không có tiền nghe mấy chị. Em chỉ có, em nói với chị nghe nha, trong tài khoản có bao nhiêu đi mua vàng hết nhiêu đó mấy chị, tài khoản ít có tiền lắm. Mà 18 triệu 400 bán trăm riêng chút xíu, có trăm riêng bán lẻ luôn nha. À, con nhỏ gì Cúc ơi, trăm riêng là chút xíu mẹ có nhập riêng về cho con luôn nha con, mua trăm riêng thôi mẹ bán hai câu cao tôi lỗ nha, chừng nào mới sẵn nó mới lời nha con. Rồi nhẫn đây mấy chị ơi, sao nhẫn thả tim đi, phóng xanh như vậy cái trái tim lên trên trời mà em đi mệt muốn chết, ngồi nói chuyện 3-4 tiếng đồng hồ, nói chuyện như một con bò luôn, gống như một con bò luôn, đau họng lắm đó mà không thả tim. Trời, nhìn thấy mặt đẹp cũng chết không, thấy nhỏ nào mà áo hồng trong tiệm không, nhìn đi, cặp mắt nè, lông mày nè, lỗ mũi nè, mặt trái son nè, càm độn nè, môi chưa có chích nè, à, có chích bên mà giờ nó tan rồi, với cái bờ môi làn mắt ánh mắt này mà không thả tim mấy bà ơi đi ngủ à nghe. Em là ai không coi em chứ không thả tim em bán ế đi ngủ đó, cái nết em là cái nết ế là đi ngủ cho nó khỏe cuộc đời. Rồi lên này em chốt đơn cho giá 1 triệu 1 gam đẹp lông à, đẹp long lanh đây, ba em này sale trong 1 triệu 1. Chị nào bữa nay mà bơm đơn nhiều thì là lấy cái trà sữa với kẹo của bên nhóm chốt đơn lại cho tao nè, đưa cái mặt viên kim cương sale 1 triệu 2 đi con dẹo. À, mày gì qua này lép đây mặt kim cương đó, kim cương bự như nó ngay cái tay nó mà nó không lấy được cái mặt kim cương, nó lấy đầu bông kim cương ra nhỏ gì. À, em chốt đơn cho giá 1 triệu 100 ngàn một gam, đem lên chiếc vuông halo này trước, chiếc này là chiếc bông mai 2 tầng, chiếc này là đuôi phụng hoa mai, rồi xem 1 triệu 1 ni đừng hỏi.
thích xem like của chị Vinh. Chị Mai Ngô tưởng mà người nước ngoài, cứ tôi đọc ra chữ you so beautiful. Em kể với chị nghe, em đi chơi với chị Phương Đảo ngoài Hà Nội đó, em kể với chị đi vô trong chỗ cái hồ bơi, cái con em với hai đứa kia đứa nhỏ nhỏ đó, cái mình cũng đi bơi, cái bắt đầu thì chỉ như một con gà mái mà chị phùng mang lên, kêu là chị phùng lên chị bảo vệ con chị, đang hai cái bánh xi bơi đó mấy chị, cái bánh xi bơi đó ba đứa đang chơi, cái anh kia anh lấy, cái mà lại nói chị you one của baby nói một tràng tiếng Anh ra đã, cái thằng kia nó cũng biết vụ gì mà tôi cũng dốt, tôi đâu biết bà nói tiếng Anh gì đâu, mà chỉ cũng nói tiếng Anh bập bẹ mà kiểu tiếng Anh tiếng bồi đó, bà nói gì thằng kia đâu có 15 phút, cái thằng kia nó đứng nó không biết vụ gì, nói gì đòi bánh xi lại hả, cái trời ơi em kể chị nghe em cười một cái muốn xỉu, cái thằng kia nó cũng biết chỉ từ đâu ra mà bà sổ nguyên một chàng tiếng Anh, thì bà nói tiếng Anh nó kiểu nó bồi tiếng Việt Nam, you wanna Betsy baby cái gì bà nói, mà tôi đọc tôi dịch cũng không được, cái bà nói đâu 10 phút thằng kia nó cũng biết đứng hình biết chị này bà đang lộn lộn thuốc hay gì, cái nó nói cậu với bà vậy đòi bánh xi lại hả, trời ơi đây tôi cười tôi tưởng là tôi muốn xỉu tại chỗ hồ bơi luôn, ông nói mẹ ơi. Chốt cáo tình yêu Nguyễn Thúy nè, 1.399.11 nha. Còn mua 14-15 triệu chưa dám mua. Ai tặng tôi mặc nha. Sinh nhật em là ngày 9 tháng 9. Chị nào không muốn tặng áo 14-15 triệu thì gửi về. Áo 1 triệu mấy em có khỏi tặng. Mà chắc ví dụ lúc đó một ai mà tặng em. Với lại mấy chị đợt sinh nhật em biết ai gửi dầu thơm đi o, đồ dưỡng thể, đồ thơm lắm mấy chị. Chồng hỏi qua tôi không biết của ai nữa. Ai gửi tôi đồ mắc tiền quá tôi đâu biết của ai. Không để tên luôn á giờ. Không để tên luôn. Dầu thơm đi o rồi dưỡng thể đi o rồi chắc tôi nói cái nói chắc nó kêu vợ sức cho nó thơm cho nó hử hay sao đó chồng tao biết ai đó mấy chị, thầm kín luôn người giấu mặt gửi về hôm phất mấy chị đồ xịn hơn. Rồi 644 chốt đơn cho 1.1 triệu 7.100.000 em cười đó em nó muốn xỉu muốn chết tại hồ bơi với bả luôn vậy đó, bả nói cơ 10 phút thằng kia cũng đứng nghe bả 10 phút mà em cũng mắc cười, cái nó hết với đường gờ nó nói gì đòi bánh xi lại hả, cái cười muốn chết. 7.084.000 thì bây giờ mà nhắc lại là chị cười muốn xỉu chị. 5 năm rồi mấy chị, 7.084.000. Đồng hồ Vinh đang đeo 480 triệu cục cưng. Này cho tao xin 5 cái đồng hồ mày đẳng mày đem cổ ra đi. Dạ. Hồi nãy giật mẹ cái đồng hồ kia nữa rồi. Giật rồi, tối nay vô cái đó đi. 7.084.000 em xem cho giá 1.1 triệu. Cười muốn chết luôn. 7.084.000. Rồi cái này em xem luôn cho 1.1 triệu mấy chị ơi, cuối tuần mấy chị ơi. Để tiền sanh tập mua vàng còn của mấy chị quỷ đen mấy bà lại này nè. Tại mấy ông nội chồng lên mấy ông nội đâu có biết đâu. Nhớ nghe mấy bà có giấu ba cái chị nào mà mua trên mạng á, còn hóa đơn cũng được không còn cũng được. Tại vì nó mình kéo hóa đơn lên trên hình coi lại. Ở tiệm thì giữ hóa đơn giúp em. Thí dụ như mình giấu mình sắp hóa đơn mình để riêng vàng mình để riêng nha, để bà nói nè bạc chồng ơi cái dạch hóa đơn ngang món 40-50 triệu không nghe mấy bà. Nha. Rồi chốt giùm em là 8.360.000. 8.360. 7.042 là em chốt tình yêu Ngọc Điệp 7.084. Nguyễn Thu Hà 7.084. Có món chốt cho hai chị nào chuyển trước chị đó có đơn ha. Em chỉ cho hai chị đấu với chị kia thôi chứ không có cho đấu nhiều. Rồi nhẫn em đang đeo nhẫn bông mai 8.360.000. Cười muốn xỉu. Em buồn hết sức. Sao vậy? Ủa tao bán được. Ủa chừng cho nó bán ở ngoài đặng lấy chỉ tiêu mà em bán không mấy chị. Buồn gì? Buồn gì buồn ngàn cắt dây nè. Tại tiệm bán được. Trời ơi mấy chị. Ba tét cái này ta bán 8.1 triệu nè, em bán với chị bình thường là 3.5 triệu 3.6 triệu, bên đây bán 2.9 triệu cuối tuần. Rồi ba cái, có ba cái rồi, mang lỗ ba cái rồi. Thôi tôi bán ba thôi, đã bán lỗ mà còn mang ba đâu, quỷ này. Tôi kể cho bà nghe, nó giống ngu cái giường. Tôi có một lính hồi xưa, tôi có 15 năm về trước. Em nói với chị nghe, hồi đó em cái kiểu mà sáng 7 giờ rưỡi thức mà. Mặt mày tha hởm, chưa kịp đánh răng luôn. Nghe khách mừng lắm mấy chị, tao mới ra tiệm mà. Thằng Thành mấy chị, thằng Alex Thành là giờ tài xế em. Em nói với chị ba, bốn chị đó rất là có duyên. 7:25 sáng mấy chị ghé tiệm em. Cái em kể với chị nghe gặp khách đâu đó em mừng lắm mấy chị. Em đâu có kịp mà rửa mặt rửa tay hay là cái kiểu mà make up maquillage đâu, mặt mày lại bà như mà điên cũng chừng miệng còn thúi mà. Cái xong cái em nói với chị nghe lại cái bảo lại ba bán bốn chị bán bốn món. Một chị thì em nhớ đâu là bán bông. Chị bán dây với mặt, chị bán nhẫn. Cái xong cái mấy chị đưa từng món ra. Mấy chị đưa cho em ra bông. Cái em thâu bông vô lỗ 25%. Cái chị đứng cây bên không tôi lấy lại. Trời đất ơi, người ta mua vô ta trông lời, người ta bán ra. Không tôi lấy lại. Cái tới bà dây với bà mặt thì cái bà kế bên lấy dây với mặt. Trời ơi trời, sáng sớm 7 giờ sáng 1-2 kêu mình lại xong cái em mua vô bao nhiêu của cái chị bên Đài Loan á thì những cái chị mà bạn bè thân thích chị em đó đi lại lấy lại. Xong rồi tới chiếc nhẫn chị kia lấy lại, tới chiếc vòng thì bà kia cũng lấy lại thì cuối cùng 4-5 bà. Em tính bao nhiêu á cái bắt kêu đưa em trả lại luôn, không cho em mua vô. Cái xong cái
cái chua nó mới chạy chua nổ, mới 7 giờ sáng, 7:25 sáng mua vô xong, em nói đang ngủ ngon lành, miệng kịp chưa kịp đánh răng, quần áo chưa thay, đi lại bao nhiêu, mua vô phần trăm bao nhiêu, rồi bốn chị bà con dòng họ nhà mua lại hết trơn, thôi bây giờ có hóa đơn không mua lại nhà đi, không 7 giờ sáng cái bác còn nói lên lầu làm mới cho chị cưng. Trời tôi nói bụng ở đâu vậy trời, sáng sớm vụ gì vậy trời, vụ gì vậy Vinh, vụ gì với mấy chị mà nói bụng. Cái nó hơi chị ơi giờ này thợ chữa lại, trời ơi thằng Alex Thành bắt đầu là nó nói không chị ơi thợ mới lệ rồi, thợ mới lệ rồi. Nó nói thằng nó ngu ma dương dễ sợ luôn, sáng sớm chưa kịp gì chơi mấy chị là tốn tiền điện tiền nước tiền máy sấy với mấy chị hết trơn rồi đó. Tôi cười muốn xỉu, tôi nói thằng nó ngu dữ vậy trời, ở đây mình đã nói là thợ chưa lại rồi, nó nói không thợ lên rồi, thợ lên rồi, bắt buộc phải leo lên lầu đun xi tẩy rửa cho mấy bà. Hồi đó thì nước xi chưa có mắc, xi là tặng không mà không có lấy tiền, bây giờ nước xi nó mắc lắm mới lấy tiền, món 100, 200, 300, 400. Còn hồi xưa xi là tặng không mấy chị, sáng giờ là tao đâu cường muốn xỉu, cái thằng gì mà nó tà lanh tà lẹt, nó ngu ma dương dễ sợ luôn, cười muốn chết luôn, nó mà chưa kịp đánh răng nó gạt nha em, con ơi có bốn chị khách lại sọp đâu không thấy tính bao nhiêu bà lấy hết, nhiều mới còn bắt lên xi nữa chứ mấy chị. Cười muốn xỉu luôn. 83 60 vô trai cho con, mong mai nè, Nguyễn Hương nè, đồng hồ 2.9 cho chị mini nè, bắn lỗ về tới thêm con nhỏ ngu ma dương nữ này đã bắn lỗ mình, nói thôi có 3 cái thôi, nói 4 cái, cảm ơn mày nghe mai liên. Phúc Hồ mini nè, rồi nhận cho chị Nguyễn Hương 8360, cười muốn xỉu. 836 áo chuyển tiền chưa baby ơi, đây 8360 nè con, rồi đồng hồ đưa cho em 2.9 đi, còn cái nữa thôi. Lắc này xúc hộp nhận hộp nè, sale 1.1 nè, mua đi mấy chị ơi, mua đi mặt này em còn cái duy nhất em sale cho 1.2 mới nha mấy chị, nhìn khoen đầu của nó, khoen đầu mũi tên, không phải là khoen đầu hàng nhái ngoài chợ nha, nhìn khoen đầu là biết hàng xịn hay là hàng xịn nha. 13.200 đồng hồ 29 chú cho Nguyên Kim, chú cho mini, chú cho Nguyễn Hương là nhẫn, rồi đồng hồ hết nha, đồng hồ bán lỗ. Áo 1.399.000 chị kia chuyển chưa, 1.650 với mấy chị ơi, mặt lần một mà bữa hổm đi chụp hình ở trên xe, trên chiếc xe mẹ gờ đó tết chụp đó, màng ma nó chụp sao mà cái chỗ chụp hình ba tôi bỏ vô cái thẻ phim đó, rồi có chụp hình có thấy được bài gì đâu, nó mờ còn hơn là mờ cái kiểu là giống như là mờ sương mù vậy đó. 13.200 rồi. Thái Hòa ti võ, trả lời ti võ đi em ơi, tôi gây ti võ thứ hai là chơi lại buổi trưa thôi, mấy ngày này chơi lại nhiều nè con. 13.200 tháo cho mẹ ơi, con cái nào gỡ đi khóa nè. 7.545.000 7545 sale cho 1.1 trái tim đi ngủ mà không có hùng đâu, nó mệt đó, mới đi Sài Gòn về mệt đó, cái này đi chơi về đã không biết đường live stream nha mấy chị, cái kiểu là hư thúi á. Rồi chú giùm em 7545 Duyên ơi, với lại sắp xếp một bạn nha chị, ra chỉ lệnh bạn đó là chưa bữa đó phải live chị 12 giờ đó. Đó để tôi đang quan sát ai trúng tiền thì phải gán đó, tôi kêu live stream ba bữa đó mà không live tôi cho nghỉ luôn mà nói trước rồi. Đừng có nói em được không được, trên nó phải được. Tao đi Hồng Kông có 3 ngày thôi, buổi tối tao sẽ đăng cái up cái clip lên khoảng 20-30 món sòn cho mua, ban ngày là phải like đồ ý xe cho chị, đi là phải like đó. 4.213.000 4213 xem triệu 3. Ủa sao kêu đi Sài Gòn không đi, cái giờ đi Hồng Kông cái đi thôi mày, ở đâu có kẹo cho mày, đi Hồng Kông biết nhiêu tiền. 13.200 dòng viên kim cương cao cấp laser xem 1.1 sướng không chết, được đi theo không đi, ăn uống phủ phê, được ngủ, được vui chơi mà không đi, cho người khác đi là cho đi, tin tưởng lắm tao mới cho đi, giỡn mặt ông Bin nó còn buồn, nó muốn đi không được. 13.2 sale cho 1.1 bông đang đeo 5.000.000 chị ơi. 7515 vàng Italy bạch kim 750 chị Hạnh Lê ơi, chị Vinh bông lắc tao bông hay màu vảy cá hả, chưa có bông vảy cá, vảy cá là bông gì vậy trời, tôi chưa biết bông đó, bà gửi hình qua đi Yến. Yến ơi, cái gương mặt đó là gương mặt của bà, gương mặt con bà đẹp vậy, trời ơi nói người ta xấu em nội. Rồi em chốt đơn 7.545.000 em sale cho 1.1 7545 sale 1.1 rồi dây này em sale là đem mùa trăng tăng đi ta li, dây này em chỉ có 2 dây thôi, em mới về 6-8 tháng 3 mấy chị ơi. Rồi em chốt đơn cho giá 1.300.000 dây trái tim 2 tầng, trên là trắng dưới là đen, trái tim trên là trái tim của nữ nha, trái tim đen là tim của mấy đàn ông, màu trắng là màu trong trắng của mình, màu đen là màu đen tối của mấy cha đàn ông đó. Rồi dây uyên ương
em xe cho giá 1,3 triệu nha, một mình vẫn có. À, 4,213,000 đó chị. 4213 7575, chúc cho buôn buôn 7545 buôn. Rồi cái nào nữa? 4,213. Bông đang đem cho em chốt cho chị cô ba mua luôn đi cô ba ơi, chi mà cô nó sẽ không còn. Rồi nhẫn ho mệt em có số lượng 3 nhẫn em chốt đơn luôn cho 1,250,000. Em có số lượng là 3 nha, đi tay đừng hỏi đi. Đây, đường đi nước bước của em đây rồi, nghe mấy chị ơi. Tất cả thế giới trên hệ mặt trời này à, mọi chi tiết em lo hết, mấy chị lo tiền thôi, vậy thôi. Rồi 5 triệu bông tai nè, con bông LV này mới đeo đầu like đó. Đây đây mày còn trên lỗ tai mày nè. Đẹp lắm mấy chị, bông này có mình em có. Tha thiết lên đồng hồ ý thêm, ok. Nè cái mặt tôi tặng hết cho mấy bà nè, tôi chơi sang luôn nè. Cái đai em chốt cho 1,2 triệu. Chị nào lấy cái này comment em 43 triệu. 43. Hai cái này mặt em tặng luôn nha. Mặt em tặng, đai em chốt 1,2 triệu. Chị nào lấy em 43 vuông, 43 tròn, cực kỳ đẹp. Đai của nó là đai mũi tên. Dạ, đai mũi tên em mấy chị mặt tặng nha. Đai em chốt giá 1,2 triệu. À, em sale cái gì? Cái này em có mắc nói luôn nha mấy chị. Có 43 triệu thôi, rất là đẹp mà vàng nặng trịch nha. Hai cái đai, rồi cái mặt luôn, mặt tặng luôn. Em trao đổi luôn 10 bán lỗ 20. Nhẫn đang đeo là 4,213,000. 4213 sale cho 1,1 triệu. 4213 sale cho 1,1 triệu một gam. Bông tai 5 triệu chốt cho Nguyễn Thu. Nhẫn sale có 1,1 triệu chị ơi. Rồi vuông chốt cho Bích Phương. Duyên ơi. Cái này nè, em chốt cho chị yêu Bích Phương xong 43 triệu nè. Cái kiến ở bên đây đó thôi, để ấy nè, em thái mặt luôn nghe tôi. Chị chấp nhận mua lỗ luôn nha, tại em phải giao cho người ta là phải giao cho nó hoàn thiện nha Duyên ơi. Này chụp chị Bích Phương coi đi, coi chị chuyển tiền xong rồi gửi lên thay mặt liền. Mai gửi xuống, móc gửi xuống. Rồi chị nào lấy vuông ở đó, 43 vuông. Anh làm đó chị Vinh đi, các bạn nó chụp rồi đó. Cái chỗ ngay góc kiến nó thấy nó hơi bị chày nữa thấy không. Xeo lỗ nhưng mà vẫn phải cho nó đẹp mấy chị. Rồi dây trái tim đang đeo 8,632,000. Hai sợ. Trái tim nguyên ương, trên trắng dưới đen. Và sự tinh khiết của người phụ nữ, đen tối điên rồi của đàn ông đó. Nói gì chị? 43 vuông Kelly Phan ở đó rồi, em coi chị nào chuyển trước đi Duyên. Hai cái mặt ở trên đây chị Duyên nha. Có xin đi tay đi em, nặng sẵn làm luôn. Rồi vuông, dây chuyền 8,632. Nè con cầm cái chụp cái đi con, rồi sao nó gói mày vậy ơi. 8,632. Rồi em còn cái tròn 43 triệu tròn, cũng đẹp mấy chị. Cái mặt có đó thương hiệu cho bác, mặt mới nha. Đẹp cực kỳ giùm em đó. Nhẫn đang đeo hả tình yêu. Dây chuyền 8,632 tình yêu ơi. 8 tháng 3 sắp tới rồi đó mấy chị. 8 tháng 3 sắp tới rồi đó, có đang nhiêu ba rồi, nhiêu hai. Ờ mà chưa tới cái thai. Nhưng mà bây giờ mấy chị mua vừa vừa rồi, ship vừa vừa rồi. Thà là bây giờ mấy chị biết không, mình bỏ tiền ra mình mua cái gì là phải vừa bụng mình. Chứ không phải mình bỏ tiền ra phung phí, mấy chị mua quần áo cũng vậy. Mấy chị mua cái gì cũng vậy. Không bắt mấy chị tiết kiệm nha, nhưng mấy chị phải xài đúng. Phải xài đúng. Và phụ nữ bây giờ không đẹp ra đường thì còn có may coi ra gì. Nha mấy chị phải đẹp chồng mới chở đi. Phải giỏi, à, phải giữ dưỡng gia đình. À, thì mới được mấy chị, chứ không phải là xài vô tội dạ. Mấy chị xài đúng là vô mua vàng cho em này xài đúng. Tại vì vàng bán được, có của mấy chị. Quần áo có bán được đâu, quần áo của em chốt với em nè, cho nó có sự dễ thương như em nè, đó. Mình chốt của người đó mình làm ăn, không qua hỏng hằng cũng vậy đó. Thằng đó Vinh ơi, chốt túi, chốt quần, chốt áo của chị em mặc em làm ăn được cũng dễ thương. Mà em cũng không nóng tính luôn nghe chị. Bây giờ hồi đó em nóng tính lắm nghe, ai nói gì cho nhìn được gì cũng vừa bụng nó. Mà giờ em coi livestream chị biết, em thấy chị cái gì chị cũng nhịn được hết chứ. Cho nên em cũng đang tập đó. À, đang tập đó. Rồi mấy chị gái 1,2 triệu gam mặt tặng hết lại lỗi đổi luôn 10 con lỗ 20. Bông nãy nằm trong đây nè, đây. Xem 1,2 triệu. Chị chị đang đeo 8,632. Hỏi em hỏi thức cớ em nè, cái túi đi bà xài cho Vinh thì mình đâu có nói dấp mấy chị. Mình nói tao xài rồi. Nhưng mà nó như mới thì mua thằng chị đi. Nó nói xài rồi mới mua đó. Chưa xài là không có mua. Tại vì dư sức mua đồ mới được chị Vinh ơi. Mà coi thấy không. Đồng hồ chúc cho Trang Nguyễn là 343 triệu tròn. Cái này mày chụp xong cho chị cái bên nẹp nó cũng đang bị hơi hở đó Duyên. Nè mày coi chị Trang Nguyễn chuyển khoản rồi mày cho em xin cái ni đi làm luôn này Duyên. Nè mày làm mã này đi. Rồi như ý chẳng vậy mày là dây tim. Ở bên nẹp nó cũng bên hở bên hông. Mày em bán đồ á. Mày em biết không. Kỹ cái em, mấy em mà mắc lòng tin của khách rồi lần sau người ta bận tóc mua lại đâu. Như ai mà bán quần áo em hay đưa gửi đồ lỗi cho em là bắt đầu em không có còn lòng tin nữa gì. Giống như túi mà Tết mà, ví dụ như hàng lướt, bán hàng lướt. Em mua hàng lướt mà gửi em hàng kia cái nó bị lỗi với cái quai tự nhiên là trong bụng hết vui. Nằm miệng nó thiệt luôn. Cho nên là em kinh nghiệm đi mua đồ nè, giờ vàng nè cũng vậy nè. Em thấy bây giờ chuyển khoản đặt cọc 5 triệu thì gồm mẹ 4-5 đơn rồi đi không. Nó làm từng đơn nhất cái đầu cũng chết. Cái em thấy nhân viên em cũng đang giống vậy đó, mà mấy em làm sao cho nó bị bớt rối hay gì. 8 triệu mấy chị ơi. Nhận 8 triệu xem 1,250. Dây đang đeo hả tình yêu. Dây đang đeo 8,632 tình yêu ơi.
À, vậy Mẫu ơi, mày có để cô gái ở Hường sale chưa Mẫu? Nó chưa để nữa mấy chị ơi. Đâu nhắn sờn đâu, tao đưa tao đi Duyên ơi. 4.213.000. Rồi đó này sao mày bơm tao hoài vậy Duyên? Thôi tao giận mày quá, tao bơm là đẹp cũng chết luôn mấy chị. Bán luôn 1.1 triệu này, bán lỗ tụt quần luôn mấy chị. Đỏ luôn, còn không thì để em đeo nha. Đôi này rất là đẹp luôn. Màu vàng hồng luôn. Chung quanh cái bi nó có thương hiệu Dior lên trên đây. Hai cái bi của nó nè, chà, tim nè mấy chị. Em sale cho giá 1.100.000 luôn, em bị bơm lần thứ hai. Rồi 7.500.000 giùm em ha, 8 triệu chốt cho ai đây. Em đeo là 8 triệu nè con. Ok, chị Nguyễn Mai sale có 1.250, nhận đám đang có số lượng là 3. Rồi chốt. Rồi bông tai giùm em mấy chị ơi, 7.500.000. Dior đeo bi nè, trời đẹp quá mấy chị. Cái bà đeo cái này là khỏi chê đó. Không có chê được gì luôn. Em có con đầu duy nhất à, sale cho 1.1 triệu bán lỗ. 8 triệu là nhẫn đó con. Nhẫn đang đeo 4.2 triệu chị. Một hộp đơn giản chủ trên cao cấp 4.2 triệu, sale 1.1 triệu. 1.1 7.500 chút tình yêu tô Phương Yến. Ok. Lên. Nhẫn 4.2 triệu, sale cho 1.1 triệu. Đẹp luôn, qua. Wow. Rồi đồng hồ này em còn 2 cái, sale luôn 1.2 triệu. Đổi luôn 10 bán lỗ 20, mặt tặng luôn, nốt lại luôn. Mặt tặng nó là luôn, chị nào muốn lấy cái lắc đai Rolex bên đây, chị nào muốn lấy cái lắc thang chữ Y bên đây thì lấy cái này. Rồi em lên nha. $38.040.000 mấy chị ơi. Đồng hồ đang đeo đi tay tới 54 nha, chị này tay nhỏ hơn, nó không tới 38 triệu đâu. Mấy chị ơi, mấy cái này mấy chị mua tới 48, 47 triệu mua được đó, mặc cho các bán tới 7-8 triệu đó. Mặt này tặng luôn nha mấy chị. 38040, đai chữ Y, Rolex cực kỳ sáng, xem 1.2 triệu mặt tặng. Nốt lại đồng hồ bữa nay đổi lỗ 10 bán lỗ 20 Duyên ơi. Đồng hồ mua nhà em là cực kỳ ngợi, cực kỳ đẹp, cực kỳ độc mà không lỗ nhiều luôn. Nhẫn ra tình yêu ni tay mới Duyên chỉnh sửa đi được. À. Chú gì ơi? Chú gì? Sài Gòn chú mua cho con hai nẹp này. Con để Sài Gòn cái. Mua cho con hai cây này, con để Sài Gòn cái, con đi đâu con chơi con cái. Cái miếng tài khoản này chú cho con xin một miếng. Miếng nhỏ đó cho con, miếng nhỏ cũng được. Ha. Ví dụ con cho con sẵn cái đem hai mặt lớn, có đi đâu đem hai mặt nhắn chắc tường nó hư tường ta gán chịu. Ví dụ vậy. Một miếng à. Này nè. Một cây này nè, hai cái này nè. Hai cây này. Rồi. Hai miếng này đi để mắt là vừa. Rồi nhẫn 4.2 triệu. Rồi điện tử thì đi đưa hai cái luôn, để Sài Gòn cái kia cái đi đâu có đâu đó. Là 4.2 triệu Hiền Nguyễn nè. Rồi xã 43 tình yêu Bích Phương, xã 43 nè. Rồi em chốt đơn 38 triệu đó, chốt lại cái đồng hồ này 38 nè. 38040 cục cưng ơi. Rồi chốt nốt lại mặt tặng nha. Báo nhân viên đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Mấy bạn mà không có ghi chữ 10 20 mặt tặng mấy chị báo ha. Rồi dòng này em bị bơm nè. Em xem 1.2 triệu, đi tay 52 53 54 dòng chữ H thương hiệu Homemade. Dòng mới về new full box luôn, cực kỳ đẹp luôn em. Ở dưới đây đi Amaral. Phu lùm em này, dây chuyền 8632 mũi ơi. Bơm hoài, không mua chốt xả like đi. Bơm hoài ha. Rồi Bích Ngọc với Bích Phương nè, ai chuyển trước chị đó có đơn đồng hồ nha. 28.284.000. 51, 52, 53, 54, 55 bon cho em đeo vừa luôn, xem 1.2 triệu. 34, 35 triệu mua được đó với chị Amaral. Full day luôn nha, cái dòng này lên tay là cực kỳ đẹp đó. Rồi chốt lùm em, 28.284.000. 28284. Rồi lắc vuông này bữa nay sale cuối tuần thứ 7 chủ nhật. Chịu có thứ 7 chủ nhật nha cưng ơi, Duyên ơi. Bài chủ nhật có gì xả hết mấy chị có nói không? Ngày thường cũng xả mà xả vừa vừa không? Cái này tao nói xả xuống xác đó mấy chị, như đánh số đề đó. Chiều 30, chiều 4 giờ xuống xác hết đó mấy chị. À, cuối tuần em xuống xác. Rồi ghi lại cái câu đó anh tao nói lại Duyên ơi, cuối tuần xuống xác nha Duyên. Đừng đi báo công an nha, chờ tôi mới đánh số đề nha bà. 21.800.000. Em sale cho 1 triệu. 21.800.000 sale trân triệu. Rồi đi tay 5354 ra lại giúp em 21.800.000. Lắc vuông hình của nó là hình đi nè, cái đai móc máy sáng bên hông bên góc luôn em. Đi tay 54 ra lại. Bông tay đang đeo là 5 triệu. Ủa sao Ngọc Khanh mà tới 15 ngày chưa có bill lại gì ở đồ đặt hay gì Duyên ơi. Ok chế đựng giận em coi liền. Bông tay đeo 5 triệu trăng mai. Rồi lắc tay em sale 1 triệu nè. Kèo cuối tuần 21.800.000. Và chốt like xả like cũng rất vô lượng, chốt like xả với like xấu như bà điên nha mấy chị, chốt trên like đa xả trên like đẹp như bà tiên. 218 ok Nguyễn Thu. Rồi đồng hồ em lên luôn. Trời ơi mấy chị, coi tại sao 15 ngày lý do, cho chị xin lý do, hoa bạc 100.000 đó.
tiền phạt nào đâu, cuối tháng này mẫu duyên cho mẫu ơi. Cứ tháng kết lại lấy tiền phạt để riêng cho chị. Chị em chuyển xong em trừ, chị đưa tiền phạt cho chị rồi em coi đi, chị từ thiện nhiêu cộng với tiền phạt nhiêu. Ô có thưởng có phạt thông minh chứ ai không chịu vậy nghĩ à, nói trước à. Giờ không làm Tết cũng lãnh lương đó, ngày hàng nào tháng nào không nghỉ cũng được lãnh luôn tiền thưởng đó. Nghỉ trừ tiền, từ tính luôn từ Tết tới giờ không tính từ bữa nay nha. Bệnh hoạn gán chịu thì bệnh đó tiền đó tôi thả phóng sanh công đức nữa hết bệnh đẹp luôn trắng tươi. Rồi chú giùm em 30.876.000. 30.876.000 giùm em. Đó, đẹp chưa? Đây 30.876 đồng hồ, đây cực kỳ đẹp luôn. Phong sắc tay hả chế, ok chế, đem lên. Lắc tay 21.800 tình yêu Trương Nhã. Đài Trương Nhã Vi 218. Đồng hồ 30.876.000. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20, xem 1.2 mặt tặng luôn, chơi bún nóc. Chơi bánh nóc chị. Bánh nóc. Rồi chiếc nhẫn này đẹp quá, sale luôn 1.1.000. 11 chốt like mới có giá này nha. 4.350.000. 4.350. 4.350 giúp em dây chuyền 8.632 còn cộng thôi. À, rồi em chụp yêu hoa chổi Hạ Long hả? Chắc gì hoa Hạ Long đi. 30 triệu. Và đây 30.876.000. Khách mới lưu ý giúp em số tài khoản sau lưng trên đầu em nha. Mày có dán số tài khoản cho người ta đó con ơi, con chừng sợ mày sợ người ta bị ghẹt. Đi tay em chỉnh sửa đi được chị gái. 4.350 chốt lẹ nè. Xem 1.1.000. Tại vì em nói nghe nè, bây giờ nói đơn giản thôi, nói đơn giản đi. Em tri ân trên live chỉ chân 1-2 thôi, em nhập về 4-5-6-7 chứ không phải em bán nhập bột, cho nên chốt like chỉ ân nhất, mua tiệm chi ân gì đó nào cũng nói luôn nha mấy chị ạ. Cái tiệm nó cũng muốn bán từ 1 triệu tới 1.399.000 thôi, mã nào mắc lắm nó có 1.450, tất cả dưới 1.399. Bây giờ mấy chị mua chỗ khác là từ giá 1.450.000 trở lên đó rồi, đó là quá tri ân rồi mấy chị, quá tri ân rồi. Ok tình yêu Thanh Hương 4.350. Chị muốn thiệt nhiều thì chị mua trên like nó sẽ thiệt nhiều. Dưới like nó cũng có tri ân nhưng mà nó không có tri ân nhiều như trên like. Nào nói trước luôn nghe mấy chị gái. Nha. Thời gian ta bỏ công ra này nè, xúc hộp này, dẫn nè. Rồi lắc bi này mấy chị em sale trong 1.1.000 nha. Lắc này khách mới đợi đồ em ha, đường móc nó khoảng cỡ 96% đường móc thôi. Có nghĩa là cái đường móc nó không có sáng 100% ha. 96% em sale 1.1.000. Em bán nó rõ nha cả nhà, nói rõ luôn nha. 14.553.000. Bây giờ bán gì đam mê. Dây em đang đeo là 8.632.000 cục cực. Lắc này trước mắt là đi tay 50 trở xuống. Chị nào 52, 53, 54, 55 thêm tăng đưa toàn ten, thêm cham cực đẹp, thai khoa lớn được. Em xem 1.1.000 nha. 14.553. Cũng sáng lắm nhưng mà bán nó rõ luôn cho dễ. 4.350 em hết. Rồi dòng Pandora dạ 3 màu. Chị nào chốt xong muốn si trắng đó em si trắng nha. Đeo không đơn giản gì cũng đẹp, em xem 1.2.000. Rồi chốt dây cho tình yêu thì Sophia. Nè con 8632 đưa vô cho chế. Nhận 4.350 em hết rồi. Rồi em chốt đơn cho tình yêu thì Sophia. 4.35. 9.516 xem 1.2.000. 10.992.000. 10.992. Cái tủ này một là bạn kia coi giùm, còn không đóng tủ lại cho chị để gì sao chị biết đường cho coi duyên đền em nghe duyên. Rồi cái nào của chị bên đây là lấy mâm đen để vô. Mâm đen để vô, không để mâm sáng. Đồ mâm sáng là đồ bên đây. Không kịp thì bây giờ em đóng tủ lại đi cho tự nhiên. Tự nhiên sao giờ để tùm lum chị vậy? Này, đồng hồ 2.9 hết rồi nè. Rồi vòng tay mấy chị, Pandora mềm 3 màu. Bây giờ mua đâu có dưới giá 1.500.000 mấy chị. Không dưới giá 1.500.000 luôn. Dạ, có bông bé 17 tuổi, dạ có. Chị tưởng ba khen tôi 17 tuổi, đừng cười, đừng cảm ơn chị Hướng Dương. Ê Duyên, mắt sáng sát cái tình nói định tưởng đâu chế đó là cô gái 17 tuổi rồi. Mừng hụt. Cuối cùng là chị hỏi em có bông 17 tuổi không? Chị muốn tòng tan hay khoe cái đích đẩy hay sao? 43 triệu chốt gì kia đi con chị mà. Thôi xả trơn vậy. Rồi đây nè mấy chị, 43 triệu chị nào chốt lại không? Đồng hồ thương hiệu của Chobat mặt vuông đai đẹp luôn. Dạ dính đẹp, giờ chị tưởng khen trẻ. Tại bình thường ta khen em 27 tuổi. Mà tụi nó chỉ nói em 17 tuổi cái mừng quá. Bây giờ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng trẻ trung nha mấy chị. Đẹp là dễ lắm mà trẻ là nó mới quan trọng. 10.992.000. 10.992.000 đó. Và xả cái đồng hồ để coi lên cái mặt tròn. Ok chị gái, hai chị xả luôn ha. Ok chị yêu cũng sao. Kệ cứ xả trên like cho em. Dạ chị.
Đẹp thiệt ha, đẹp mà dễ thương ha mấy chị ha. Vẫn mãi mãi một tình yêu dễ thương với mấy chị nha, vẫn vậy luôn đó. Rồi em sale cho giá 1,2 triệu. Lắc bướm bi nè, em chốt đơn lắc bướm cho mấy chị luôn, hàng bi đẹp luôn mà em sale 1,250 triệu. 1,250 dạ chốt giùm em là 10,300. Bông đang đeo 5 triệu chế ơi, bông đang đeo 5 triệu. Rồi mặt mặt sơn màu 1,650 triệu, sale 1,250 triệu. Đeo dây trắng dây ba màu gì cũng đẹp hết, dây chuyền này bỏ bọc vô có chuẩn bị rối hết không. Lắc này 10,300 mấy chị, sale 1,250 triệu. Dạ tâm sinh tướng mấy chị ơi, chứ có làm gì đâu mấy chị, gán sống dễ thương vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Phụ nữ mình suy nghĩ nhiều mệt lắm mấy chị, phụ mình nằm đẻ ra là thiệt thòi lắm mấy chị, đẻ ra là thiệt thòi à, cho nên suy nghĩ bớt chút xíu đã thiệt thòi rồi còn suy nghĩ nhiều mệt lắm. Đà đẹp cực kỳ luôn, em có em trái duy nhất 1,250. Em cho hai cái chìa khóa đó, một cái châm chùm riêng cho dễ. Nó chìa khóa bên kia thể là em cầm cho nó để đây riêng cho nó. Ừ, cổng nào có chị liên quan để em đây. Thì nữa em đừng chụp trong đây nữa, chỉ lòng vòng. Like xong chụp này, em vô con dẹo, nó chụp trong đây. Hoặc là nó sẽ chụp xen kẽ với bên kia luôn cũng được. Mà bạn kia thì cứ bên kia, chứ không phải là nó không có công chuyện rồi em cũng cho chụp bên kia. Rảnh là bắt làm. Ví dụ chẳng hạn như tem chị có dạy em rồi đó. Tem dưới 5 triệu tôi kê lên 2 triệu. Đó, tại vì nó đã tới 2,3 triệu, chứ phải mình kê ý nó nhân cho nó lẹ. Ví dụ trong tem em thấy 10 gram thì em kê lên, em ghi là 13 triệu. 11 gram là 14 triệu. Khỏi mất công phải bấm. Em làm bệnh viện găm cá đó chứ, 10,300. Bông đeo 5 triệu chứ. Ủa có lắc là đẹp quá mấy chị. Chị làm đi, chị vô chổng chị yêu cầu bác sĩ Vũ. Trời ơi em kể mấy bà nghe. Bữa em lên sửa con mắt lại, em căng chỉ em lại mà thuốc tê nó chưa có đã đó chị. Nó chưa có phê em đó. Ông lụi tới đâu mấy bà ơi, tôi kể mấy bà nghe. Không có con nhỏ nào đi thẩm mỹ mà nó liền. U da bác ơi, cái lấy hai cái tay chụp vô hai đây này gì? Chụp vô hai cái vú. Cái con bé kia, con bé đứng cái bên nắm tay em, chị Vinh này, bà chụp vô đó rồi sao bác sĩ Vũ không làm được chị Vinh? Bà liều chỗ khác giúp em. Trời ơi, cười muốn chết mấy chị. Em đi tới đâu nha, nó giống như là hoa bướm mông vậy đó. Ba bốn đứa nó không thèm theo ai, chẳng theo nói chuyện với em hoài luôn mấy chị. Trời em dễ thương như luôn đó mấy chị. Dễ thương lắm, sau khi lên tôi nói béo điên cơm mà đi tiếp người khác, đi tiếp mình anh thôi. Thôi phái bà tiếp mình anh bà tôi nói chút xíu. Ông đuổi ông bác sĩ khi mà ông đuổi miền bay đó à. Chị qua bến Bắc làm đi, bác sĩ Vũ làm đẹp. Em đi hỏi không có chỉ mấy chị kia làm chỗ khác. Nhưng cuối cùng cặp mắt em đẹp nhất. Cặp mắt em bây giờ lành lại đẹp nhất. Cặp mắt mấy chị kia nó y chang à mấy chị. Nó không có được căng thẳng và em luôn. Cặp mắt đó làm em bị già. Mấy chị làm cặp chân mày con mắt cho em đi. Cái càm mấy chị muốn làm thì làm, còn không mấy chị đừng làm lố quá. Quan trọng mấy chị dưỡng da mặt cho đẹp. Uống 3 ly nước như của em, ốm, đẹp, trắng, khỏe. 3 ly nước của em, ốm, đẹp, trắng, khỏe. Mấy bữa em đi không uống, cảm thấy nó bị thiếu đó mấy chị. Cho nước uống mẹ ơi. Cho nước 10,300 giùm em chưa à, lắc bướm. Tủ này đi, tao đẹp cho vô đi. Mời chị em. Có sẹo đâu. Hắn giận chữ lộn bác sĩ quá trời luôn. Chị mới à? Dạ chị cuối tuần em sale đó chị. Rồi em chốt đơn cho chị coi đôi bông. Ok chị Thủy Tiên nãy bông mẹ đang đeo cho chị Thủy Tiên coi. Tối like nữa mấy chị. Ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật em like ba chớp. Không có làm ăn không đi tập thể dục gì trơn á. 10,944,000. 10,944,000. Bailey một chút xíu mà ghi cái công thức lên trên cho mấy chị đang lên chân bay với mấy ghi em coi coi tao mệt rồi mấy chị hỏi đứa em mệt nè. Sáng thức dậy em sẽ uống một ly chuối thanh long quay sinh tố trùng, trưa trưa em sẽ uống kiwi dưa leo khóm trùng, chiều chiều em ăn chiều xong em uống cà rốt cà chua bơm trùng, rồi ngày muốn ba ly đó. Em mặt trắng tươi ốm luôn mấy chị coi, tại vì uống ba ly để non ngóc nóc nách ăn gì nữa mấy chị, mình ăn sẽ giảm lại á. Chơi chốt cơ hả chị? Ê chốt cơ còn một nào không em? Duyên ơi chút nhắc chị chốt cơ chữ B, chốt cơ CD, chốt cơ gì á luôn, hết trơn luôn, không còn gì trơn trời luôn, chốt cơ hết. Chuối thanh long buổi sáng, buổi trưa làm kiwi, dưa leo, khóm, kiwi, dưa leo mà chị không bỏ khóm vô uống nổi nha mấy chị. Chiều tối lại muốn cà rốt, cà chua, dưa, táo, đó rồi, nhìn em. Chuyển xong thu hộ chị gái, rồi mặt anh đang đeo 10,944,000, xem 1,2 triệu. Rồi mặt này em xem luôn cho 1,2 triệu nè. 6,010,000. 6,010,000 giúp em bao dễ thương. 6,010,000 nha. Chốt đơn có 1,2 triệu, muốn đeo dây ba màu cũng được, dây màu trắng cũng được, tại vì cái này nó tới ba màu á chị.
đẹp xỉu chưa, đẹp xỉu chưa đó. Rồi chốt đơn luôn mấy em này. Có trăm rời không Vinh? Dạ có, em qua em có đi lấy hàng trăm rời nhiều lắm, đang về để nói chụp riêng anh cho chị trăm rời 6.010.000. Rồi bông mai này em xem cái giá 1.200.000, bông mới em còn đôi em xả luôn cả nha, một đôi xả luôn, sẵn 10 triệu có liền cái ơi, 6.010.000. Mấy chị cứ đeo tai phone vô nghe, mình bây giờ mình phải tinh tế, mình làm việc mà mình đam mê là đam mê, chứ không có gì cái đam mê mà mình bỏ công việc nha cả nha. Đeo vô tai phone nghe, ví dụ như mình thích bóng nào đó tới cái bắt đầu mình xả lớn lên mình nghe đó, hoặc là không thích đeo tai phone không được mình tới khúc nặng mình xả lên. Rồi sáu em chúc tình yêu Tiết Nguyệt 6010, chị Mỹ Hạnh 6010 xong. Tiền vô quá gì ngày này khóa này, phải ngày nào cũng tiền vô gì tôi đã tiền quá tiền rồi. Tiền vô cái mặt tôi nó dê dê, nó dê dê chứ mấy chị. 2.800.000 bông tai bông mai, còn một đôi xe luôn 1.200.000, gom cho chị bọc đi, bọc ở trong nhà không còn, trên Sài Gòn không còn, lụm từng cái bọc thì tội nghiệp. Ồ cái môi tha cái son gì thế dê vậy, cái môi gì đó làm vậy, nhẹ nhẹ thôi đã nó nổi đèn rồi, tha son ba son dởm cho nó về bữa nó tét cái môi ra làm đôi. Xe 1.200.000, 2.800.000. Còn nhẫn cưới này mày tháo tao đâu gì? Đây 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 đây, xin lỗi mày gì. Đây băng mềm có đăng hả? Băng mềm với chị 1450 á, băng mềm đó mình mua chỗ xác tao bán tới 1650, băng đó em mua công ty mấy chị ơi, mà công ty đó trả giá không bao giờ bóp chị ơi, chẳng bán đắt nó chẳng, mà thôi kệ đi, em cũng bán gam hơn rẻ 200.000 rồi, mua mắt bán mắt có sao đâu nè. Em đem cái gì tốt đẹp nhất cho mấy chị mà có cái nào em trả giá được, mấy chị phải biết không, em phải trả tiền liền trong vòng 3 ngày đó mới được giá tốt đó. Trả tiền liền trong vòng 3 ngày đó mấy chị ơi. Đồ bây giờ mua mắt nó như vậy 24 mới phải trả tiền liền, không giờ em lo tiền em muốn sản luôn mấy chị. Mấy chị lo tiếp em. Mặt đang đeo là 10.944.000, nhẫn cưới Gucci cạc chia. Gucci cạc chia 7.410.000. Rồi em có một cái hộp này kẹo thơm. Thả tim cho em nha, em bán 4 ly rưỡi nước y VS1 luôn, em mang 4 ly rưỡi luôn. Hàng đẹp luôn. Mấy chị ơi, Việt Kiều đem về đổi đồ em bị mắc khay xanh rồi nha, nhưng hộp này có mã số cạnh. Thì mấy chị giữ khay xanh cũng vậy, giữ mã số cạnh cũng vậy, giữ mã số cạnh sướng hơn nha. Bình thường cái này phải mua chỗ khác bán 15 triệu, em bán 13.500.000. Em sale viên này 10 triệu. 10 triệu thôi, quá đã bà đa, quá đã bà đa, quá đã bà đa. Đây 4 ly rưỡi. Kiểm định của Mỹ nha, trong đây nó có giấy da, nước y VS1, em mới search lên Google rồi. Mấy chị đi, tụi em sẽ gửi cái bản khai xanh trong hình của mấy chị. Trên đây nó có mã số cạnh, sẽ cái mã số. Bùi Mỹ Nhân nhẫn cưới 7410. Thị trường 15, em bán 13 năm. Hôm nay em sale viên này 10 triệu luôn. Nói ra bông đi Duyên ơi, lên ra bông tặng mấy chị nè. Cái này chị nào chia sẻ bán, không chia sẻ không bán nha. Bán 9.900.000 thôi, sao đẹp. 9.900.000 sao đẹp luôn, ai bỏ lỡ tiếc. Kiểm định của da của Mỹ đi tới đâu trao đổi cũng được. Trong đây có mã số cạnh luôn em. Chị nào cần em gửi cái hình khai xanh qua thì gửi. Dạ cái này để nó lên Sài Gòn. Ô cho nhiêu đâu đủ đâu vậy, ta nhiều. Cho bọc á. Định đi chơi nữa vậy á. Đi chơi nó đã quá mấy chị ơi. Định đi chơi nữa. Tại vì em đi chơi xong ăn em ngủ đi chơi, mang đừng ngủ đi chơi. Ok Mai Kim Quyên, ok chị yêu Jen Ly dở. Vậy thôi mày đừng có, tao kêu ra được cái không lệ đi chơi rồi, cái không chịu là tao, cái tánh tao ngộ lắm, tao đi kêu mà không chịu đi là không bao giờ tao kêu lại, tao dị hợm hơn ai hết trơn á, chịu không chịu thôi. Rồi Nguyễn Trà My 9.900.000 này Duyên ơi, có ba chị nào chuyển chút chị đó có đơn nó quá hâm những giọt sương mang mai đây ca nữa là lên. Rồi em có một cái mặt dây chuyền sòn hình ngôi sao, tấm xung quanh nó là tấm 2 ly nghe mấy chị, hết đồ collagen ơi. Mấy em không canh chị, tao nói cuối tuần là toàn kèo thơm, ai có thời gian canh thì người đó thắng thôi à. Mấy chị giống như cơ hội mà mấy chị. Rồi em chốt cho cái mặt sòn này nghe, nó chưa có dây nha, chị nào có dây rồi thì thôi không có dây báo em. Băng rẻ nè, băng rẻ, băng rẻ luôn bà con ơi. Cái vỏ mặt sòn tặng luôn viên chủ 5.4 ly. Bán cái này 9.000.000 đặt lại không được nha Duyên ơi, đặt không được nha mấy chị. Bữa nay là chị nào chuyển chút chị đó có đơn chị sao trả lại đó. Còn có đền bù tổn thất gì, thí dụ như em chụp món khác mà cái đẹp đẹp mà giá sale được gì thì em chụp luôn Duyên ơi. Chị sao mà chị không được, em chụp cái nào na ná đẹp đẹp bự bự rẻ rẻ sale luôn nha mấy chị nha, kêu chị Vinh đền gì đưa cái mẫu mà chị chốt với mẫu kia đó chị sẽ cho đền lại. Rồi 9.000.000 mặt sòn này. Ôi rẻ ha mấy chị, cái này mấy chị nhận hộp 3.6 4.5 5.4 được luôn 9.000.000. Tiết Phạm đầu tiên mặt sòn mà mua 9.000.000 chưa mấy chị, thấy kiểu kỳ cục chưa, bán gì đó bán cái này với thế giới hệ mặt trời một mình Vinh bán. Em có lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh hình giọt nước. Rồi em chốt lắc tay luôn cho 1.250.000 lắc giọt mưa đẹp luôn.
9 triệu em chúc mừng kế tiếp Phạm, đặt lại đặt 14 triệu 500 nha. Liễu Bùi nè, Duyên ơi, tao có định được không Duyên? Rồi đó, ok, 322 cũng là định được à, nào nói trước à. Mặt đăng đe là 10 triệu 944 nha. Rồi chị Ngọc Hạnh nè, đó, cái mặt vỏ sòn 9 triệu, ai chuyển trước có đơn. Rồi lên luôn dùm em, 3 triệu 637 nha, đẹp hết mấy chị? 3637, chút xíu gỡ bọc tiếp đi Duyên ơi, không đủ bọc để chơi đâu nha. À, lắc tan chút tình yêu quyên quyên. Đứa nào vậy? Em kêu đứa nào rảnh rảnh đó mà mở tiếp đi, mày đang làm chuyện rồi. Bạn nào chốt chốt giờ này cái đứa chốt quan trọng. Rồi 3630 3637. Dạ những soạn nam á, rồi 3637 nè. Quỳnh Trang nè, có chút món hai chị nha. Kêu mấy chị chuyển tiền đi, ham tiền cái anh chuyển tiền buồn lắm à. Rồi nhẫn nam lên nè, nhẫn nam ý nè. Nhẫn nam rồ luôn nha mấy bạn. À, nhẫn nam chưa bao giờ dưới giá 1,2 triệu nha. Nhẫn nam mà chỗ khác bán 1,450. Em xem chiếc nhẫn nam này bên hông bên trên đế thành cực kỳ đẹp nha. Có như chồng của Hồ Hà lại lên ngủ với chiếc nhẫn nam này luôn. Nó đẹp đó, đẹp đó, đẹp kiểu đó đó. Xe 1,150 17,800 mấy chị ơi. 178 178 17,800 em sale cho 1,150,000. Rồi lắc bông mai em sale cho 1,100,000. Lắc đẹp luôn, y chang như sòn luôn. Xong tối nay em lên cho cục cưng. Ông chừng ví dụ như xuống like xong mấy chị thôi. Bữa nay cho mấy ông ăn ba cái cơm nguội. Cơm không vậy đi. Ê bạn ơi, sao xúc cái hộp này mà bạn không nhận cho mình vậy? Lần hai rồi đó, giận nha. Mắt không sáng trơn á. 17,800 nhẫn nam. 24, 25 triệu mới mua được đó mấy chị. Có 1,150,000 nha. 1,150. Đó, đẹp luôn em. 17,800 mấy chị ơi. 178, 1,150. Dòng hả chị gái, đây dòng tay đi tay 4850 5254 rồi trước mắt. Khóa cực kỳ đẹp, bên hông cực kỳ luôn giùm em. Dòng này mấy chị phải mua trên giá 1,5 triệu hôm nay. Em sale bữa nay 1,2 triệu đi tay 4850 5151 5254 đều được. Trước mắt là 4851 5152 đều được. À 5354 em sẽ thêm toàn ten tăng đưa cho các chị. Dòng này tổng cộng bao nhiêu sim em? 2 4 6 8 10 12 14 15. Chăn gầm luôn giùm em nha. Rồi lên thị trường mấy chị phải mua dòng này dưới giá là 66 triệu. Em bán chỉ có 46,500 thôi. Thủy Tiên gửi hai bill, mấy chị cho em đi bill lẻ cho nó nhanh nha. Thí dụ mấy chị chuyển cọc hôm nay, mấy chị mua bill kia mấy chị chuyển cọc em 2 triệu. Bill sau mấy chị chuyển cho em 2,1 triệu, 2,2 triệu. Cho cái viết dương vẽ lại coi con mắt tao nó kỳ với mày ơi. À, bill sau chuyển 2,4 triệu cho nó khác số tiền nhau cho nó không bị lộn nữa cả nha. 46,500 một cái dòng cái gì sale 20 triệu đó mấy chị. Sale 20 triệu đó, người thật việc thật luôn nha mấy chị ơi. Em sale 1,2 triệu thôi. Dễ nó bị đứt khúc dữ. Không làm cái nó bị ấy ha, bởi vì làm mỗi ngày cái nó không bị. Rồi chốt giùm em à, đẹp này lên tay luôn nè. 46 năm 46 năm luôn giúp em. Cái nhẫn này 4,5 triệu 54 đẹp hơn, 4,5 nhỏ lắm. Mua cái nhẫn bự quá sao nhẫn lên 4,5 vậy. Nó chỉ dụ hay gì mình lấy 4,5 ly, mình lấy nước cao DOF 17-18. Thì giờ ngày vài bữa nữa chị về 54 tụt nước đó, 34,500 đó, thì nhẫn 54 đi. Trời cái vỏ nhẫn cả 50-60 triệu, tự nhiên cái nhẫn 4,5 ly vô xấu cái nhẫn luôn. Bông đang đeo 5 triệu cục cưng. Dòng tay là nãy là 465 nghe mấy chị. Đơn hàng của bé lâu lắm hả? Kim Phụng Trần này Duyên ơi. Dạ vàng là Italy bạch kim chị ơi, không mấy nhàn trắng chị. Dạ đồng hồ Duyên đeo là 480 triệu. Rồi lắp này em sale bữa nay luôn nè, cuối tuần. Cái bụng còn đau không? Bị trúng thật rồi đó. Nụ nai kìa lại kìa chị. Ôi em sao em hiếp hoài nè mấy chị. Ôi em, anh hiếp quá, anh hiếp quá. Cũng vậy mấy chị. Rồi em sale lắc nam mà luôn cho 1,1 triệu, bao đẹp trai nghe mấy chị. 104,500 104,500 chiều dài tới 1.8 tấc, chị nào đi tay nữ đều được luôn. À, em chốt được bông mấy ngày rồi hả Thủy Tiên? Em chuyển hộp sòn rồi, chết bà với ngươi coi, từ từ hộp sòn nó tao đoán được cái gì, chúng chữ tao cái gì? Còn không biết luôn nghe mấy chị, bữa nay đừng giận nghe mấy chị. Cuối tuần là em hơi bị manh động đó, cái kiểu mà em hơi bị tăng động lắm, cái giá, bán giá vậy á. Có cái mang lỗ luôn á. Rồi chốt giùm em lắc tay em đang đeo là như tay 54 nha. Em xem 1,1 triệu. Bây giờ cái này mấy chị mua trên giá 1,5 triệu mà không có mẫu này luôn. Cái này bên em là 7D đều được hai bề, một bề khoen hộp, một bề khoen trơn. Bề trong của nó là móc máy luôn nhà em ha, 104,500.
nam nữ gì đeo được hết. Vàng 24, 18 lên tiệm mua giúp em. Mùa hoa mai nè nè. Bông này tại sao bị bơm? Quá trời đẹp luôn. Em sale cho 1.150.000 luôn bị bơm. Dòng bi có không em? Dạ có chứ. Cho mượn cái mâm dòng bi bên đây này nè. Nè đồng hồ nè con, để con chuẩn bị chày con ơi. Còn một cái 2.9 nha, chị nào lên luôn giúp em. Bông khoan ý hồi nãy trong cái mâm đó có bông khoan ý bự đó, chị bán 135 khoan ý chặt chia đó. Lấy 5 đôi, em đeo 1 đôi, bà đeo 4 đôi. Rồi em chốt 5.934 nghe. 5934. À nghe nè, cái tủ này gắn kiến cho tao đi. Tủ này gắn kiến đi, chứ giờ đem xuống đi. Ăn cho dễ. Rồi đóng cửa lại chứ hơi đâu mà mở được quầy kêu lên kêu mệt quá. Rồi bên này nó không gắn kiến ta, mắc đền nè. À. Cho giữ con nhiêu nó mà mắc không làm được nó làm gì. 5.934.000 giúp em. Em sell cho giá 1.150.000. Bông mới đó mấy chị, 5 đôi còn 1 đôi. Like trước bán bị bơm. Đáng lại bị bơm sao bán gài lại lại nữa. Mà giờ anh đã bán lỗ rồi, lỗ nữa sao được mấy chị. Dạ đồng hồ 2.9 chút hồ Ngọc Hà. Ok bé. Không biết luôn em, không biết đâu đó. Cái hồ 9.9 em đền có được. Cái mặt 9 triệu em đền cũng được đâu. Rồi là đền 13 năm với đền 14 năm đó. 5934 sell cho 1150. Ok, ủa chứ nhẫn nam thì 7.800 đẹp quá mấy men. Mấy men ơi, có 1.150.000 nhẫn nam Maro. Nhẫn này bây giờ mua giá 1.400.000 một gam rồi. Em sell cho giá 1.150.000, 17.800.000 đi tan chỉnh sửa đi tay được. Chết ông chữ tao chết luôn, không bụng nhỏ này nó bị gì đó. 23.300.000 trả lại chứ gì thôi. Con chồng em muốn thay đổi chứ tất cả gì muốn thay đổi nha cả nhà. Con chồng em phải thay đổi đó chứ, giờ thay đổi chứ 18 thằng. Mặt viên kim cương 10 triệu, vẫn mãi mãi một tình yêu với bà nha, mấy bà của em vậy nha. À, cái con này tào lao á, bông quen bự đi 55 cái đưa ra đưa bông quen em bé con gì. Quản lý tào lao đi mẹ, thiệt sự luôn, tao muốn quản lý, tao muốn trình độ gì quản lý mà. Tôi đi canh quản lý không tôi cũng mệt nữa mấy chị. Quản lý là tao tìm tàu đồ cứu nước cái gì, để tao kiếm không à. Nhẫn nam sòn, tối nay 6 rưỡi bà lên, tối nay em lên. Rồi bông quen nữa mấy chị, bên hông bên trên nè. Trời ơi sao con đời. Này em có 5 đôi mấy chị ơi, bao dễ thương. Áo hồng có ai chuyển tiền cho Duyên ơi, áo hồng Duyên đang đeo nè. Rồi em chốt với chị yêu hồng đi, 1.399.000 nha. Rồi mặt kim cương 10.944.000, chú Duyên ơi, thưa thương con. Ủa cái hộp chị yêu Sally phải hỏi về chụp hình chứ kìa chị ơi. Chết rồi chị ơi, chị ai cũng chuyển tiền tùm tùm em chơi, chắc bữa nay bị chữ dữ à. Không biết luôn đó chị. Xúc mồ hôi. Dây đăng mang á chị, dây mang 12 triệu, 6 tấc trọng đầu được luôn. À, bi của nó là bi, mấy chị nhìn giùm em nha, bi nó bi xoắn ốc. Bi xoắn ốc chứ không phải bi thường đâu. Tối nay lên sòn, gom sòn hết đó chị nha. Chứ lại bạn nghe bạn hàng nó bắn xứng hay hàng trắng, hàng trắng, hàng đen nó bắn theo. Ô, cái gì tào lưa ba kia. 10.944.000. 10.944, lắc đang đeo 10 triệu. À, Nguyễn Trà My xã em, lên cho em ly đi Duyên ơi. Có chừng chút xíu chị kia chị xã không có, bắt đầu chị kia bán không được rồi, chị chạy mất hết à. Bồ bịch gì giờ mất hết à. Rồi bông này em đang đeo đi tay 50 model đó chị, nó có cái đầu bi cạch chia trên đây, em có 5 đời. Em chúc đơn cho 1.350.000, đẹp rẻ. 7.800.000. 7.800.000, bông đang đeo 5 triệu nữa con lên cho con ơi. 7.800.000. Không con gắn lại đi chú gì vậy. Ai kia cái gì lịch quá anh chị. Rồi đi tay 52 cực kỳ tay. À, chị nào mà cái lỗ tai nó rộng quịch đó, nó vẫn đeo căng lại đây, nó không có xỏ luồn vô nha, nó cực kỳ đẹp. 7.800.000 mới về được 5 đôi. 52, mau đổi thay, mau thay đổi lắm đó chị. Mau thay đổi lắm. Trong công việc mà em thấy cái gì cũng được em thay đổi liền. Mình phải thay đổi, phát triển được chứ mấy chị. Dạ, mình phải học, cái gì đó là mình thấy ai tốt thì mình học chứ. Mình đâu có phải là hay liền đâu. Có nhiều người cái đầu người ta cao siêu hơn mình. Có em với em nó nhỏ mà nó rất là giỏi, rất là thông minh. Chị nào thông minh mình học. Học đâu, người ta đâu có tính tiền mình đâu, mình học âm thầm mà. 10.944.000 em sell cho 1.200.000. Vàng trắng trên không có cục. Đây mặt túi. 10.944.000 sell cho 1.200.000. Bông đang đeo 7.800.000 cục cực. Đang đeo 7.800.000. Rồi những cạc chia. Cái này không có chỉnh đi được nha. Đi 9, đi 10, đi 11 đeo được. 9, 10, 11 đeo được luôn em, cực kỳ là modern. Sell 1.200.000. Rồi em lên này là số lượng luôn em. Rồi dây chuyền này em về được 5 dây. Dây thương hiệu LV màu vàng hồng.
em chốt đơn cuối tuần cho mấy chị luôn, 1350, em có số lượng là 5, cái này em bán 1 gam lỗ 50 ngàn nha cả nhà. 6.755.000. 6755. Nhẫn em đang đeo không chỉnh đi được, đi 9, đi 10, đi 11. 6755 xe 1.2. 6.755.000 xe 1.2. Rồi dây chuyền. Dây chuyền chốt đơn là 7.6. Dây chuyền chốt đơn là 7.600.000. Giảm em chưa? Có 5 sợi vàng hồng thương hiệu LG, lỗ 1 gam 50.000. Không lỗ con mấy chị nghe, cuối tuần đó, xả đó. 6755 chú Tình Yêu Phương Cao, à, Hạ Long. Rồi ai chuyện trước chị đó có đơn hả Duyên ơi? Bữa nay chắc bị chữ lắm nha, mấy ngày cuối tuần, với qua ngày thứ hai chữ dữ lắm. À, tiệm gì làm ăn như vô vô. Chuyển tiền gọi nó có rồi giờ báo hết. Cũng khổ lắm mấy chị. Lúc mấy bà đó nó tới hai ba đứa chụp đơn nặng đứa nào lấy tiền. Tới lấy xong nhỏ kia lên trước, lên đắp trước thì nhỏ này phải trả tiền. Em xem có mặc một hộp này là hộp 9 ly, 3 carat kim cương nhân tạo. Khoen đầu của nó là khoen đầu Amaro luôn, em xem 1 triệu mốt, bao dễ thương. Bao dễ thương, mặc 9 triệu cho biết chị sao đi cưng ơi. Trời, có 9 triệu là cỡ đó thôi chị gái. Cỡ đó thôi, đeo lâu lâu mà cũng có đồ bự, lâu lâu mà có đồ nhỏ chứ bự hoài sao. Cũng già lắm, lâu lâu cũng dọn xịt tin như em vậy nè. Áo thun áo ơi, giống quần nọ, có lâu lâu mặc cầm đồ. Cài này nọ, vét đồ cho nó giống chủ tịch. 2750. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, bây giờ biến quá khôn lường. Bây giờ ai còn mặc quần sát háng, quần xà lõn được thì mình cứ mặc. Để già già 5-60 tuổi sao mặc quần sọt được mấy chị. 2750 xe cho 1.1 triệu. Rồi lắc tay Pandora cá heo xe 1.3 triệu, có ông cộng 1 đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp thả tim. 6.344.000. 2750 là chốt cho Lan Subo, Lusubu, Sulay, Thanh Thanh. 2750, ai chuyện trước có đơn, mình chỉ đấu với chị kia thôi. À, cái này nó có toàn tên tăng đưa resize nha. 6344. 6344. 6344. Có 1.3 triệu. À, rồi chị yêu Ruby 6344. 6344. Mặc một hộp nãy là nhiêu tiền quanh bạn ơi? À, tao mua rồi, tao mua rồi. Dây bi ba màu chiều dài năm bắt em xem 1.1 triệu, bi ba màu. Chiều dài 100 lẻ để em chụp hình đi mấy chị. 100 lẻ lên không nổi. Dài nhiều quá lên không nổi, đăng clip up hình rồi lấy thêm nha. Bắt đầu làm clip đó, bắt đầu làm clip TikTok rồi nọ. TikTok thì sẽ, em sẽ ghi là qua trang bay tiệm hàng Kim Hương Vinh, do có số tài khoản em sẽ ghi rõ, em sẽ đi chị bị gạt á. 24.660.000. 24660. Lan Lusubu là 6344 đúng không? Chết bà tự giờ không bấm giấy gì trơn thôi Duyên ơi. Lỡ bữa nay nha Duyên ơi, mai mốt máy là phải có bấm giấy em chị nha. Rồi dây khoan khoan lên dây đang đeo cái đi mấy chị. 1350 em có 5 sợi. Thương hiệu hoa 4 cánh LV. Cái rủ của mày liền cho em lên cổ dây đi Duyên ơi. Chứ bán đồng hồ mình bán được. 7.5 triệu 20 mấy chị ơi. Bông đang đeo 7.8 triệu. 7520 xem 1.3 triệu. Cho em xem hoa tay Tình Yêu Hương Giang 7.8 triệu nè cục cưng ơi. Đi 52, 53, 54. Mua đen lắm mấy chị, mua đen cực luôn á. À, em mấy chị biết không, bây giờ mà đi đâu á mà không biết đeo gì, quất đôi bông dài dài cho em, dây hiệu cho em. Hoặc là dây dài cho em, chị nào muốn lạ mọi người thì lấy dây dài. Chị nào muốn trẻ trẻ như em thì lấy dây này. Mặc áo thun để ngoài đẹp không? Dây này không có cái, mấy chị thấy cái áo không có cung dây không đẹp nha. Để cung dây lên nó khác nha cả nhà. Nó khác đó, nó khác nha. Giống như mấy chị trang điểm xong mấy chị chưa làm tóc, mấy chị vẫn chưa đẹp, phải làm tóc cái nữa, quần áo giày dép lên cái nữa, nó phải tổng thể nó đi. Cái kiểu là giống như là em nói mấy chị, ta nói sao thiên thời địa lợi đó. Còn giờ mấy chị mặc áo phải không, xong đầu tóc mặt mày mặc cái môi mấy chị thâm đen không ta son rồi xấu luôn. Xu 7.8 triệu Tình Yêu Trúc ơi. Rồi dây chuyền là 7.5 triệu. Dây chuyền LV tất cả đây đi hộp ghép nha. Em có 5 dây, bữa nay em sale lỗ cuối tuần 1.3 năm. Bông 7.8 triệu, dây vàng hồng có toàn tan tăng đưa. Đây resize. Cao resize luôn em. Bông 7.8 triệu chứ Ngọc Khanh, hay chị lấy đôi này đi chứ em. Rồi dây chuyền 7.5 triệu, kèo lỗ nè, lỗ gam 50. Dây chuyền 7.5 triệu, Vinh đang đeo vàng hồng. Rồi lắc Amaro xem 1.1 triệu. Ly tai 53 trả lại giúp em một cái tròn nữ hoàng, một cái vuông chữ nhật đi học ghép Amaro. Dạ chị Trần Song Yến, bông tai 7.8 triệu chứ ơi. Dạ 19.514.000. 19514 em sale cho giá 1.1 triệu. 19514, trời đẹp chưa mấy chị.
đi tay 52, 53 đó lại luôn em đeo lên tay. Lắc đăng đeo nam nữ đeo được 104.500.000 nha. Em xem 1.1 triệu em mang lộ đó. Mang lộ lắc đó. 7.8 triệu chú tình yêu Rosa giao bông tay Vinh đang đeo ok cục vàng. 78 Rosa. Tối nay tới chương trình tròn mấy chị chia ra cho dễ bán chị. Nói chung chung em khó quá. Giờ chị nào muốn mua đồ ý mà giống sòn vô đây. Lắc tay 11 triệu à, đâu có chị, lắc tay là 19.500.000. 19.540.1 triệu nha em nha. Cái này mình mua cho khách tới 27, 28 triệu đó cục cưng. Đeo chung cái đồng hồ cũng đẹp mà đeo riêng cũng đẹp. Ai không đeo sao đeo à. Chứ có vàng là đẹp thôi. Mà vàng nhiều dễ lựa mấy chị ơi. Dây là 7 triệu rưỡi nha em, có 5 dây. Bông tay 7.8 triệu chốt cho Rosa giao. À, chị Hoàng Nguyễn ơi lấy luôn chị Hoàng Nguyễn yêu. Hoàng yêu yêu của em ơi. Rồi nhẫn này em về được 5 nhẫn nè. Bữa nay sale luôn hàng đặc biệt móc máy bên hông nha. Cái này em nhập giá cực kỳ cao. Đồng tiền nữ hoàng em sale trơn 1.299.000. Dây đang đeo 7 triệu rưỡi cục cưng. Dây em đang đeo 4 tấc rưỡi đeo được chị. Nó có toàn tay tăng được khoảng 5 phân. Có hình trái tim cực kỳ dễ thương. Dây mới nha chị. Mới nha. Em bán lỗ ngàm 50. Ê Duyên ơi sao cái miệng tao nói chuyện có duyên dữ cho mấy bà. Đây nè. Trời ơi tới em nhìn em trong hình em còn thấy em thấy cưng đúng không bà. Ai thấy cưng em không? Cưng em thả tim em trời à, không cưng thôi à. Rồi tình yêu Hoàng Yến 7 triệu gửi Duyên nói chị lại em mắc cười quá. Bữa nay tao nói ê Duyên Duyên sao tao nói dưới bộ luật hình sự với ông Dương Dương mà bơm đồ bị chặt tay cái mấy chị không sợ luôn. Duyên nói em nghe em cũng cười cũng mỉa ông quần nó ai sợ chị ơi. Chị nói người ta mà chị kêu người ta bơm hàng mà chị còn nói dưới bộ luật hình sự ông Dương Dương ai mà em xả trên like chặt ngón tay chỏ em nghe em cười cũng mỉa ông quần luôn rồi ai sợ. Mà sợ gì mấy chị. À, chị sợ là ban trọng á chị không thương em không mua thôi chứ bơm like xả bơm xong like xả lại và like lại rồi chốt đơn những hình vuông là gì bông em chốt tiền đi 7.8 triệu tình yêu Trần Song Yến nè con bông phen nè rồi chứ những này chốt đơn nè em có 5 nha có 3.5 triệu mấy chị ơi 3.5 triệu mà đẹp sang 3.5 triệu có 5 chiếc đẹp sang. Dạ đồng hồ em là 540-570 vậy đó chị. Bán lỗ bán 480. Tại vì cái xây mặt em thích xây bự. Lỗ nha đồng hồ này em lỗ đó. Em lỗ mấy chục triệu á. Em cho đổi lỗ 10 bán lỗ 20 luôn. Đồng hồ em đang đeo chồng hay chữ chết. 3.5 triệu giúp em nè. Xe có 1.299.000 thôi 3.5 triệu. Dây hồng đang đeo còn chị gái yêu Nguyễn Nhi. Dây 7.500.000. Rồi chốt đơn. Rồi những Duyên ơi tao còn sụp sịch dữ ta. Bông phen này em có 10 đôi mấy chị móc máy 3D. Bán rẻ xe 1.3 triệu không biết có lời không. Bán luôn 1.3 triệu có 10 đôi. Một bên móng máy, một bên hộp nha. Trái tay lớn, trái tay nhỏ đeo được. Dạ chị những đi. Đồng hồ á, 480 triệu. Lỗ khoảng 70 triệu đó. Đỏ luôn 10, bán lỗ 20. Đồng hồ hộp lót chính hãng luôn. Không lên kim gì luôn nha, kim lên sẵn luôn đó mấy chị. Lên băng mềm nãy có chụp hình ốc Phương Anh ơi chị. 1450 tất cả cái trong cái album đó bà lên chổng mấy chị. 3.3 triệu có 10 đôi 3.3 triệu một chục đôi 3.3 triệu trời ơi những 3.5 triệu đẹp quá mấy chị. Hello 3.5 triệu yêu bạn lắm lắm á chị Ngọc Sáng cảm ơn chị à, em cũng thích chị lắm lắm đó yêu thích với nhau đó à, cộng lại ra chữ thương đó mấy chị. Chị em mình thương nhau á mới bỏ thời gian ngồi coi livestream nói anh em nói sầm sàm. 3.3 triệu một chục đôi xem có 1.3 triệu những 3.5 triệu em có 5 chiếc ở trên nữ hoàng ở dưới đồng tiền cực kỳ sáng laser. Nhẫn đang đeo có màu vàng hồng không có hình như có đó có vàng hồng không hình như có đó chị. Rồi nhận dây túi này mấy chị chữ H thương hiệu của Hermès bán lỗ luôn nha em bán 1.350.000 một gam em có 3 dây chị chúc chị Tâm Như chị chúc cái đồng hồ em là 480 triệu nha 480 triệu đồng hồ này hoa lót. Chị có lấy báo em nha Duyên ơi em có trả lời chị Tâm Như coi chị cái nào cái đồng hồ của Vinh đó nha 3.5 triệu cho tình yêu Trần Song Yến 3.5 triệu em có đủ đi tay 35 Duyên ơi gì em điện cho Tâm Như hay Duyên coi thử cho Tâm Như nghe cưng 480 triệu đồng hồ Vinh eo nè giờ em chạy giùm bạn một máy ha có 5 vòng cho em mượn 2 5 vòng này ra đi cho thử chị coi đào lô 10 băng lô 20 đừng nói chồng tao nghe nha Duyên chị nào chồng tao có hỏi nó 20-30 nha đồng hồ chương trình rồi ơ mẹ em lấy bán đi con ngán đi con giỡn đi mẹ thương giờ này. Không ăn uống gì giờ này đang ta ăn tiền không à rồi chị chốt đồng hồ Thiếu Quanh 2.9 triệu nè nó làm nhẹ nhàng lắm mấy chị ai làm gì làm mà nó cứ từ từ ta nói
làm lăng xăng thì làm gì, nó nói làm lai rai ngày hay gì, cái kiểu là làm gì, cái kiểu là giống như ta nói cái câu sao cây gia tục ngữ sao, làm cho lắm không có cái quần thai mà làm lai rai ngày hai ba cái là gì của em đó, làm cho lắm là không có cái, không có cái quần thai mà làm lai rai ngày nó hai năm bảy cái. Mấy chị cứ, mấy chị nhìn con dẻo em, mấy chị cứ tịch bình tĩnh, nó chưa bao giờ bình tĩnh như vậy luôn. Rồi dây này bữa nay em xem cuối tuần 1250 cộng dây đang đeo 7,5 triệu cục cưng ơi. À, bông đó là 3,3 triệu, giá 1,3 triệu một gam chị ơi. Nè bông khoen này, bé đậu nè 3,3 triệu nè. À, Duy Anh Hồng 3,3 triệu bông khoen nè. Rồi dây túi em đang đeo em xem nha, túi đeo có 3 cộng 7,5 triệu. Em nghe nhầm, ok không sao, bởi vì chị thấy nó nhiều tiền á, chị sợ em có lộn á. Nhiều, em mua em còn ngán mà. Đây 3,5 triệu dùm em nhẫn này, chốt nhẫn ha. Rồi Thu Hồng 3,5 triệu, Minh Quần 3,5 triệu nè con. Chữ Quỳnh, tôi đọc hàng chữ Quỳnh hoài luôn nghe mấy chị. Em bị đớ lửa cái chữ đó. Bị ta chơi Hậu Quỳnh, đọc Hậu Quỳnh không. Bữa mà chơi livestream cái chị tin Tiết Quỳnh, tôi đọc Tiết Bác Quỳnh không. Cười muốn xỉu. Rồi nhẫn cái tình yêu Trúc Thỏ 3,5 triệu nè con. Rồi nhẫn hết nha. Bông tay 3,3 triệu nè con cưng. Rồi chị xả cái dây nha. Dây kia nhiêu hả? Dây em đang đeo là 7,5 triệu phải không? Xả dây 7,5 triệu nè. Nè con nhẫn nè con. Bông tay nè, bông tay đang đeo mẹ và bé đeo được nha, dễ thương. Rồi dây này là 3,520, 3,520,000. Em chốt đơn cho giá 1,350,000. Coi xe có gửi về chưa, có thùng đồ thùng dây nhiều lắm, nó duyên chút xíu lấy dây thôi. Rồi đẹp em, còn em cho bạn 3 hàng thôi, 3 hàng bằng thảo thôi. Cho làm đồ quay mặt bự bự đi. Em bị miễn đủ vô thôi chứ đâu cần phải nhiều cái gì. Tại nhiều các chị ở đây chỉ like được, cho nó 3 hàng ngoài thôi. Em lấy thêm một hàng đồ quay như mắt á, chừng mấy em mặt bự để cho em. Em nghĩ sao em đủ kim cương nào, đủ tất cả loại dây cho nó là đừng thiếu. Thảo không, tao đau bụng tăng tiền. Dạ bông đang đeo 3,3 triệu chị gái Trần Tiết Nhung. Nhìn đủ chưa? Nhìn đi nó. Dây túi 7,520, 7,520. Chạy hết trơn của người ta, để đồ chạy hết trơn tao hận. Tiết Nhung giúp em là 3,3 triệu bông. Rồi dây là 7,520, 7,520,000 đó chị. Dây này em có 3 dây, túi hoa mệt em xem 1,3 triệu, 1,350,000. Hàng hiệu đó mấy chị, đồ bây giờ mấy chị đâu mua dưới giá 1,5 triệu đâu. Dây đang cầm là 7,520, 7,520,000. Cầm màu trắng có không, mua xong xi trắng. Mua xong xi trắng được ơi, mũi ơi. Bóng trái tim đi chị hả, ok. Dây đó vàng hồng chị gái, có 3 cộng thôi, ok. Dương Linh Linh nè, chị yêu An Nhiên nè, vàng hồng vận tải ơi. Dạ vàng hồng chị. Ai Phương ơi, cái nhẫn này em mới chụp, chị mới vừa. Rồi em có một cái nhẫn này là nhẫn cổ điển. Cổ điển cổ tích ngày xưa. Em sale bữa nay luôn trơn 1,2 triệu anh gan. Chủ ở trên của nó là chủ hộp cao cấp 81 2 carat kim cương nhân tạo nghe mấy chị. 5,160,000. À có bán mặt con gấu ha, có tình yêu gấu biết riết hôm qua có đăng hình đó, khoảng 8 triệu. Rồi nhẫn em sale cho 1,199,000. Sòn 6,5-7 giờ em lên, sòn 7 giờ em lên một cân. 5,160. Dây đang đeo 7,5 triệu chị Vivi Anh Hồ ơi. Chiếc nhẫn em đang đeo là cái nhẫn sắn ốc hình ngôi sao mà cái kiểu san hô ngày xưa đó mấy chị. 5,160,000. 5,160. Bà rất dễ. Em sale cho 1,2 triệu. Quá rẻ bà đẹp, sale cho 1,2. 5,160. Rồi lắc em lên nè. Một cái châu toàn ten tăng đưa luôn. À em bán lắc sắn kim cương cho mấy chị luôn, xe 1,2 triệu. Dây 7,5 triệu chị gái. Sòn tối nay 6 giờ em lên. Tối nay sòn em lên, cũng có nhiều chương trình cho mấy chị vào ngày cuối tuần lắm. 19,670. 19,670. Em xe 1,2 triệu, quá rẻ đẹp, có toàn ten tăng đưa luôn. Xe 1,2. 19,670 nha, 27,28 triệu đó mấy chị. À, nó là lắc nó sóng hoa mai kim cương laser, có tổng tan tăng đưa tri size 1,967. Một ô đẹp nữa. À, ở trên đó là nhẫn vuông nghe mấy chị, nó y chang như sòn luôn, y chang như sòn.
Trời, cái nhẫn này có duyên quá mấy chị, 5160 nè mấy chị. Móng nhanh nè mấy chị, đeo móng nhanh nó tay. Kiểu này đeo nhanh gai tại nó cao á. 19670 lắc xe 1,2 triệu. Rồi nhẫn vuông, nhẫn đồng tiền 3,5 triệu chứ với tình yêu Trân nha. Đồng tiền đó con bảo Trân. Em sale cho 1,150,000 thôi. Chú cha mờ ơi nó đẹp. 6,819,000. Mấy chị nhìn không vậy, trên nó có hai hình. Trên đó là hộp vuông Amaro luôn. À, 57 vừa không vừa chị thêm tăng đôi tòng ten, chị thêm lá được. 60 cũng được đó chị gái, mà thêm tiền chút tay căng nặng nặng hơn, chị cứ nhớ giá là 1,2 triệu gam thôi. 6,8,20. Em chốt đơn giá 115. 6,8,20. Ê lụm giùm chị nữa. Rồi em có một cái sợi dây gắn gạch tre sale luôn bữa nay. Gớt nhẫn ở dưới không? Cái này nó chưa gắn khóa nha, đứa nào gỡ khóa với chị rồi. Em chốt đơn gắn gạch dây gạch tre men đen luôn 1,250. Chưa có khóa nha. 9,100,000 mấy chị ơi. Đẹp tay luôn, em bao tay luôn, 9,100,000. Có một cộng 1, cộng thứ 2. Rồi dây đang đeo là 7,5 triệu nha mấy chị. Dây đang đeo là 7,500,000. 7,5 triệu 7,5 triệu Ờ à, băng lỗ luôn đó. Không mua buồn đó. Không mua mẹ buồn đó. Đây không chốt dinh buồn đó. 9,1 triệu mấy chị, dây báo cạch tre bao tay luôn nha. Có cộng 1, có cộng thứ 2. À, chị tối nay 7 giờ, 7 giờ lên, 7 giờ tới 9 giờ chị gái. 7 giờ tới 9 giờ là em sẽ lên. Rồi nhẫn bông mai em có được 3 chiếc. Bông mai có được 3 chiếc, em chốt đơn cho giá 1,250,000. Y chang như sò nghe, 1,250. 125, dây chuyền 9,1 triệu chứ ơi. Nhẫn này đẹp giả mang có 5 triệu. Dạ, 5 triệu giúp em, đẹp giả mang. À, đây 50 đeo được cưng. Được bé ơi, được bé ơi. Rồi chốt cho em nhẫn bông mai sale 1,250,000, 5 triệu. 5 triệu đẹp lắm, có 2 chiếc thôi. Lên đồ đỉnh đỉnh đó. Rồi lắc rút nè. Lắc rút sale cho 1,3 triệu. Lắc rút em sale cho 1,3 triệu. Cẩm Tú ơi, chị ơi, nó nghe nè, bà gán bà đợi em 2 ngày được không? Mấy quỷ điên chấp hình tù lưu rồi. Bà thương em xin 2 ngày đi, em mới săn lại đó. Tiêu bé nữa rồi. Mày cho tôi viên 6,3 được không? Tao mới nói về Cẩm Tú hồi nãy kìa. Chị, bà thương em dòng họ cái bên xóm kia, bà đợi em 2 bữa được không chị? Nó lấy tiền nữa rồi chị ơi. Nó lấy hoài vậy đó. Em nói để cho chị mà giờ nó lên đơn rồi sáng nó đi với bà nó ơi. À, đây em chốt 9,1 triệu nha chị, bà cho em xin 2 ngày đi chị Cẩm Tú xinh đẹp dễ thương. 10,500. Lắc rút dưa hấu 10,500,000. 10,500 em chốt đơn sale cho giá 1,3 triệu. Chị, bà thương em bà đợi em 2 ngày nữa nha chị. 2 ngày nữa em có rồi chị gái em. Nhà em sale cho giá 1,3 triệu nên tay 5,2,5,3 trả lại giùm em. Đắt quá chị Hồng Sòn, mang rẻ quá chị. Tao bán 119 triệu, em bán có 98 triệu, bởi em bán đắt lắm. Dạ ok chị, em có Facebook của chị nè. 10,465,000 sale 1,3 triệu. Lắc rút dưa hấu 10,465,000 em sale 1,3 triệu. Nhẫn 5 triệu này chốt cho ai nè. Ok chị, bà đợi em 2 ngày em xin năn nỉ bà, em xin lỗi bà nha. Nhân viên em giờ em không có đấu tranh lại nó được rồi. Tại cái đó nó nợ người ta trước đó chị. Rồi em có một cái lắc sắn 7D. Rồi ok em chốt 19,670 đi. Rồi cái đó chị có thể đền rồi. Chị vẫn chốt được cho 2 người. Tại chị có đây tới 2 chiếc. 19,670 xem 1,2 triệu. Rồi lắc hoa mai này mấy chị, em có 3 lắc. Hoa mai em có 3 lắc luôn, em bao đẹp. Dạ em nói nha, chị nào đeo lắc sắn nhớ trà rửa giúp em. Chị nào theo cái top 10 ở dơ làm miếng trà rửa đừng mua sắn nha mấy chị. Rồi em lên đơn luôn, lắc sắn 7D em có 3. Em chốt đơn cho 1,250. Không bao giờ có giá này. 10,825,000. Thứ bảy chủ nhật mới có giá này nha. Em có số lượng 3 chiếc. Ni tay đừng hỏi ni, mấy chị muốn thêm lá liễu cũng được, thay khóa cũng được, hoặc muốn thêm lá vẫn được luôn. 10,825,000. Trời ơi, lắc lúc đêm có 2 chiếc đó mấy chị. 2 chiếc nha, đẹp lắm nha. 10,425,000. Duyên ơi cắt cái này ra nha. Rồi lắp sắn 7D luôn em. Dòng ba đó nó mới đăng hình đó chị, banh mềm 1,450. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị? Ta nói mà đỉnh hơn chữ đỉnh.
À, đỉnh đẹp rẻ ngon bổ rẻ 10.825.000. 10.825.000 em xem 1.250.000. Em có 3 thôi. Nói chung là cho con hai cái máy tính nhỏ, máy tính thì chắc ở trên kia có. Hai cái đồ gác này với hai cái đồ đẩy. Có. Dạ. 200 khác được bạn ơi, 1967 như mình có tới 3 chứ đâu Duyên. Chú tình yêu Quỳnh kia là mang mua hàng phải làm sao á? Nhẫn bông mai 5 triệu chú tình yêu Trịnh Lan nhẫn nào. Nhẫn bông mai Trịnh Lan, lắc tay chụp với tình yêu Quỳnh Huy. Rồi Victoria Nguyễn. Chị mà ông bây giờ ăn tiền người ta không ăn cho chua. Cho gì? Nè con 1967 vô chị kia chưa? Cái này em có số lượng 3 lắc xem 1.3 nha. Bà nào mua bà nó tiếc đó, trời lắc rút đẹp muốn chết luôn. Cuối tuần mới bán như này đó. Thì thường mới như này đâu, thường lẻ đẻ cũng 1399 đó. Gì đó, nói gì mà không tin. Nhận. Chị có này, nè, có luôn nè. Nhớ số đưa cho chị đó. Đây, trả nè. Nè, Phương ơi trả vậy nè con. Đầu tiên tao còn lời, nhắn nó tao bán con chịu tao lỗ. Ok bé bon mà tại sao mất uy tín, mất tình cảm đó mấy chị. Mất tình cảm đó cho nên là để chị bán chịu lỗ đó. Em có chiếc nhẫn này New Zealand. Học New Zealand học lại nha. Ok nữa thay hình khác, bạn muốn thay hình gì bạn báo với tụi nó nha. Bông đang đeo 3.3 triệu cục cơm. Một cái nhẫn từ mẫu vỏ sòn ốc y chang sòn học chủ cho học New Zealand 7.5 ly. Em sale cho giá 1.1 triệu một gam. Lắc tay đeo 10.425.000 cuối tuần mới bán nhá 1.3 triệu đó, chạy lắc lúc bán 1.3 triệu mà không mơ. Mà nó đẹp nè, năn nỉ nè mấy chị. Có những lúc em cũng bị cái kiểu là em cũng bị ruồng bỏ lắm đó. Có những lúc mấy chị thì nè con 10.825.000 vô hai người nè con, tội nghiệp mẹ con. Trời trời. Bé Bon nè. Chị Quỳnh Di nè. Rồi chị yêu biết viết chít câu gia nè. Nói tiếng Anh quá trời mà đợi nước người nước ngoài lại câm như hết. Cừ nhìn nhau cừ không. Tại đẹp trai má mấy chị cừ mấy chị. Trời nói chứ nói mấy chị con mắt cũng để nhìn trai đẹp cũng cừ chứ. Cũng phải nhìn đồ đẹp chứ. Giống như mấy chị mà coi livestream em đồ đẹp mấy chị mới ham coi. Chứ giọng thứ mà coi livestream mà không có đồ đẹp mà sao coi. 6.8 triệu mấy chị ơi. Nhẫn vuông 6.8 triệu. Từ từ nó chết cho bạn cứ chết trong đó đi. Từ từ bạn chết bạn muốn túi muốn tim muốn gì đó. Bạn muốn cái gì cũng được. Miên 48 vừa chị bé Bon ơi. Học New Zealand nha mấy chị 7.3 triệu. New Zealand màu lài 45 giác. Cái này chắc không tới 45 giác đâu. Khoảng 36 giác. Lài nhẹ thôi. 7.8 2.8. 7.2 8.2 chứ nó lộn. 7.2 8.2. Bé Bon vừa chị ơi. Vừa. Mua hàng đặt cọc 3.000.000 4.000.000 5.000.000. Phần còn lại thu hộ. Bên em không thu hộ. Cái đơn hàng trên thu hộ COD trên 20 triệu khúc này giáp nha. Thu hộ dưới 20 triệu thôi. Nếu có chuyển thêm lần 2 lần 3 dẫn số tài khoản cũ giùm em. 7.282.000. Xem 1.1 triệu. Xem 1.1 triệu. Rồi chị nào thích nhẫn cưới đơn giản nè. Cho mượn kéo cách đây đi Duyên. Rồi học này học 3.5 ly. Ok bé Bon. 7 giờ lai sòn chị gái. Cuối tuần làm sạp sàn. Ngày mai chủ nhật không đi chồng con thì nghe. Có bao nhiêu lịch hẹn quỷ hết cho em. Có bao nhiêu lịch hẹn quỷ hết. Rồi dây này em có 2 dây. Bữa nay cuối tuần bán 1.250. 39.500. Một sợi dây trái tim bướm valid cực kỳ đẹp. Bướm này mấy chị muốn để cũng được. Hoặc là chị muốn cắt bỏ bướm nhân được luôn. Mà em có 2 dây. Vòng Pandora Vinh mới đăng 50-60 chiếc vòng ba. Nó Bích Trâm Nguyễn ơi. Hồi nãy bạn nào đăng ba mà đăng lần 4-5 chiếc đăng chung gì sao tao mua được không? Bắt đăng lẻ lẻ ra đừng đăng làm biến. Nhiệm vụ chứ có chụp hình thôi mà còn đăng làm biến gì sao tao mua. Xe những cưới 1.350.000-6.000.000. À. Là gì chị Ngọc Đòn, chị xã gì chị Ngọc Đòn ơi. Rồi chú giùm em 6 triệu nhẫn cưới 1.350.000. 1.350.000 nữa ta em chỉnh sửa đi được nha. Chị nào thích phong cách đơn giản lấy cái này. 6 triệu giúp em. Em lên cho giá là 1.350.000, 6 triệu. Lắc dưa hấu. Lúc em đang đem có số lượng 2-3. Em chốt đơn cho 1.3 triệu gam. 10.425.000. Miếng tay 53 trở lại đeo cực kỳ bền à, cực kỳ sáng không dễ không hư. Đeo im hơn dòng luôn. Zalo là giả Bảo Trân ơi, chốt hàng duy nhất chân này em ơi. Chốt hàng duy nhất chân này bé ơi. Mới vừa ấy cho bạn ba cái dấu hỏi đó, chốt hàng duy nhất chân này giúp em, giúp chị Vinh. Rồi em có một cái mặt chìa khóa. Trời ơi chìa khóa bự đẹp luôn nha, sale luôn nè. Em sale luôn cho 1.150.000 cuối tuần. Dây bướm em đang đeo 39.500 chế, dây mới. 2 dây. Rồi chìa khóa 13.466.000. 13.466. 13.466.000.
Nè mấy chị đẹp lắm, chìa khóa. Em có cái một tới 16 triệu 500 mới mua được đó mấy chị. Sẽ 3-4 triệu luôn. 3-4 triệu luôn. Ồ, đeo nhiều quá giống bà điên quá nha. Rồi dây 2, dây 39 triệu 500 mấy chị. Dây 39 triệu 500. Duyên ơi, Duyên thái không chị Duyên cái gì. Rồi cái này 6 triệu 8 xe 1 triệu 1 nha. Lên lại những vuông Amaro luôn nè. 6 triệu rưỡi 50 mấy chị ơi. Dòng ban chị kêu chị Diệp Nguyễn coi cái dòng ban mới đăng đó em. Ban khói đi từ từ, ban khói tuần sau về nhiều, về khoảng 300-400 chiếc. Rồi chốt đơn làm em nhẫn này, tình yêu nào bỏ lỡ tiếc nha. 6 triệu 545 nghìn xe 1 triệu 1. À, mai chưa lên sòn ha, ok chị. Mai em sẽ lên, mai 10 giờ em lên sòn sớm. 6545. Rồi lắc tay đẹp đẹp không nè mấy bà. Em có lắc trái tim Pandora. Em sell cho giá 1 triệu 2, 1 triệu 3 một gam. 250 lỗ ạ, 1350 lắc trái tim. Triệu 3 thôi mấy chị. Lên giùm em 5 triệu 420 nghìn. 5420. Em sell cho giá 1 triệu 3. Rồi cái này những bướm thương hiệu Valis Beerget em về được chỉ có 3 những thôi. Mấy bà đeo đơn giản vậy thôi là đẹp. Em sell bữa nay luôn 1 triệu 3 nha. Lắc tay 5420 mấy chị ơi. Ok chưa, mai 11 giờ 10 giờ em lên sớm. Đây mấy chị. Đó. Bao đẹp luôn mềm, nha lắc trái tim. 5420, 1 triệu rưỡi một gam mới mua được. Nguyễn Hoàng Anh là giả chứ ơi. Ma nó là giả đó, ma nó không phải thiệt đâu. Ma đó giả đó. Nguyễn Hoàng Anh là giả nha. Lắc tay 5 triệu 420. Ai hơn mua được à. Rồi nhẫn này giùm em 7282, những sò ốc đẹp nha, mấy hộp New Zealand nha mấy chị. 7282. Sao có 1 triệu 2 à mấy chị ơi. Rồi nhẫn bướm này giùm em nè. Rồi nhẫn bướm dễ thương quá, có 4 triệu rưỡi mấy chị. Bướm 4 triệu rưỡi mà đeo cũng danh, cũng nhựa, cũng chỏi, cũng đẹp chứ. 4 triệu 500 nghìn. Em có 3 nhẫn thôi. À, lắc em chốt tình yêu Kim Dung. Lắc đẹp quá không mua em giận. Lắc em đang đeo 10 triệu 400. Em sell có 1 triệu 3 ngàn. Ở trên nó hình dưa âu, dưa hấu, ở dưới nó bi. Rút luôn em. Ok Kim Dung 542. Rồi nhẫn bướm giùm em 4 triệu rưỡi. Bướm 4 triệu rưỡi. À, chờ còn ngủ ha. Em muốn live mai mấy giờ? 10 giờ em coi được không? 10 giờ bệnh chắc có 10 giờ đêm đúng không? Đây 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Nhẫn đẹp luôn em. Rồi mặt em đang đeo là 13 triệu 466. Nè nữa nè, đẹp không nè mấy chị ơi. Lắc xoắn hình tròn. Đẹp luôn mà em, sell 1 triệu 2. Cực kỳ đẹp, inbox cho An Nguyễn. Có những vuông không, bựng bằng bự như bằng nhỏ có. Trời ơi, dễ gì bạn. Bà hỏi gì mình là bạn chết cho mình à. Đẹp luôn, những vuông sell 1 triệu 1. Chìa khóa Dương Miện ha tình yêu. Chìa khóa Dương Miện còn nha. Hình như 7 triệu rưỡi hay 7 triệu 8 hay đó. Duyên ơi, cô chụp cho Cẩm Bồ coi đi. Cỡ nào cũng phải bán được. 7282 chị ơi, chứ những này bà nó đẹp nha em chứ đó. Đẹp giống em đó, mua đi. 7282 này chụp cho chị Nguyễn Đòn coi. Sao dễ quá chị ơi, học New Zealand luôn á. Nguyễn Hoàng Anh nó là âm binh, trời ơi. Cái kia nói, ờ, con quỷ Nguyễn Hoàng Anh nó là âm binh đó. Dạ nói chồng em hoài, quỷ dịch, chồng tao nè, quỷ. Rồi chú giùm em là 10 triệu 800 ngàn. Không nha, chồng em không phải là Nguyễn Hoàng Anh đâu nha. Một cái lắc xoắn tròn khích luôn em, kim cương xe 1 triệu 2. Hai đầu chụp cực kỳ dày, khóa cực kỳ là ok. Rồi đi đừng hỏi đi bé lo. 10 triệu 800 ngàn xe 1 triệu heo. 7282 vô cho chế kìa con. Em có một cái lắc hôm mệt xe 1 triệu 2 luôn. Trần ơi 1450 mới mua được nha, em có một thôi. Rồi dây kiện này bữa nay sale nè. Dây mới nha, còn cộng xả luôn. 1450 chưa mua được đó, bữa nay bán chị 399 ngàn thôi. À, dây cạc chia 1399. Có tầm tan tăng đưa. 10 triệu 800 ngàn là lắc sắn tình yêu. Rồi 4 triệu 2 mấy chị ơi, quá dễ thương. Quá dễ thương. 4 triệu 2, dây cạc chia nhỏ nhỏ xinh xinh, mua chỗ khác bán 6 triệu 7 đó. Em bán 4 triệu 2 thôi đó, à, mấy bà ơi. À, bây giờ là em lên mấy bà mấy ngày này là em lên ngày cuối tuần. Nhớ nha, nửa thứ bảy chủ nhật từ bắt đầu là từ 10 giờ sáng ha. Mấy bà quỷ hẹn với mấy anh chồng luôn, không ăn cơm nước gì hết, cho nó ăn mì gói bánh mì đâu hen. Đợt này chồng về quánh nâu con mắt.
Có nhiều chị lúc trước em live đêm á, cái câu đêm tới 11, 12 giờ, sáng ở chợ cá mua cá xỉu tại chỗ. Trông ngon, chồng sách vàng, chồng chữ quá trời chữ. 4-2 còn có chị thì ra ghế salon ngồi đó, mũi nó cắn muốn chết. Tại vì cô trong kia sùm ngoài áo, mấy anh đâu chịu nổi. Lắc tay, kim cương tròn luôn, em lá tròn mà khích nghe mấy chị. Nó đi hình của nó là hình giống nhân ngôi sao laser. Sáng cực kỳ luôn, lên tay cực đẹp, 10 triệu 800, xem 1 triệu 2. Đây, 10 triệu 800 ngàn bé sale trong 1 triệu 2 nha. Trời ơi, giá nó tỷ tê trái tim. Tỷ tê trái tim chứ không phải giỡn mặt đâu đó mấy chị. 10 triệu 800. 4 triệu 2 Nguyễn Mai với chị kia, chị nào chuyển trước chị đâu có đơn. Rồi lắc này thương hiệu Hoa Mợp, em xem 1 triệu 2. Bữa nay toàn em nói với chị toàn là kèo thơm, kiểu mà giống như mấy bà mà lấy kiểu mà Messi rồi Ronaldo rồi đó. Cái kiểu từ nước ngoài bay Việt Nam về cưới mấy bà luôn vậy đó. Qua bệnh chứ có hưởng thôi mấy chị, hên xui nha, chưa biết. Chưa biết thì sao, nhiều khi nổi tiếng quá, nhiều khi tao bầu bịch trai gái nhẹ mấy chị phải sống cam chịu chứ. Em cũng có biết chị là anh đó kìa. Dạ. Tiền cho em nói như quân nguyên vậy đó mấy chị. Tiền như quân nguyên đó. Nhưng mà em nói với chị quen này nội diễn viên, ca sĩ, diễn viên hàng A không? Làm sao em nói với chị làm, em nói với chị là vợ ở nhà là phải kiểu là giống như là bây giờ tiền quá rồi, chơi chơi ngậm đắng nút cay cho chồng chơi. Mà em nói với chị nghe nha, thà là em chịu vào vừa vừa mấy chị, đủ ăn đủ sống đủ mặc, mà chứ đừng có cái kiểu mà tiền cho lắm rồi đổ lên đầu mình bắt mình phải cam chịu mấy chị. Tại vì phụ nữ mình ăn có ngày có nhiêu đâu mấy chị, ăn có nhiêu đâu, lâu lâu sắm cho dài, ví dụ như kỷ niệm đám cưới, sinh nhật này kia, hay là tới ngày quen nhau hay là cái gì đó thì tặng nha, ví dụ như 1-2-3 cái túi hiệu được rồi. Thí dụ như mình không lên Hoa Mợp được thì mình Gucci cũng được, XL cũng được ha, gì đó cũng được. Đó nó vậy đó chị, kỳ này mày cưới thì mua mắc mắc không? Chứ đừng có tiền mà như quân nguyên xong rồi. Đi vậy không ham mấy chị ơi, thôi giàu giàu vừa thôi đừng giàu quá. Giàu quá cũng mệt lắm mấy chị. Còn Nguyễn Mai 4 triệu 2. Tóc của em hả? Gọi ra là gì luôn á, tóc này 4 bữa chưa gội đầu rồi đó. Đi về thì giờ gội đầu đâu. Ra ngoài nó lạnh đi bà nội. Rồi chú giùm em 24 triệu xem 1 triệu 2. Giàu vừa thôi mấy chị, giàu quá mà người ta coi mình không ra gì cũng không ham mấy chị ha. Rồi đi tay 50 đó lại giúp em xem 1 triệu 2. Đàn ông á, mà cái quý nhất khi mấy anh không có tiền mà vẫn có người người ta hương, người ta lo cho mình. Và cái đó là cái quý giá nhất luôn nha cả nhà. Mình không có giống mơ gì hết mà người ta vẫn thương mình. Có được cái máy tóc thiệt thôi đó. Có được cái máy tóc thiệt, mấy chị đừng nhắc máy tóc nữa, mấy chị nói em lùi cái vụ dầu gội nó. Xíu xuống like xong kêu tao mua ngay Duyên ơi. Rồi kêu gửi xe về. Để mấy chị cứ hứa cho đã, bây giờ đó tao lùi đó. Rồi em có một cái lắc bi cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp, em xem 1 triệu 2. Xuống like xong mua giùm 100 chai liền. Bán chai 450-500 nha, tao còn tiền đóng gói, tiền nhân viên các kiểu nha, cho xin lời chai 100 ngàn nha. Để mất công nói hồi xưa Vinh nó 300-400 thì bán 500 nó mất công lắm á. Còn phải đóng gói, còn phải này kia nọ, tiền băng keo, tiền hộp tùm lum, tiền nhân viên tùm lum chứ không có thời gian hết. Em cũng muốn làm, 100 ngàn muốn làm cái gì ơi. À, tại vì đóng gói mà mấy cái chai dầu gội nó bự bự, nó cực khổ lắm, đi tới nhiều chỗ là nó bể đó, trời ơi. 13.440.000 13.440 lắc bi kim cương nhà em đẹp lắm, mấy chị có toàn tên tư đôi trái tim xem 1 triệu 2. 13.440 13.440 chứ trái tim này em về được 5 giây nè. Cái đầu nó dơ hèm. Cái đầu sáng giờ là sáng thức dậy lấy cái tay giục giục, em không bao giờ gội đầu, em không bao giờ có cái lược chạy đầu nữa mấy chị. Đó giờ là cái thức dậy là em chẹt 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 vậy là xong. Phòng em không có cây lược, cái lược của chồng em. 13.440 chúc cho bạn nào đây. Lắc rút em đang đeo có 10.400 mấy chị ơi, sao có 1.300. Trời ơi, tao nói bán giá với người cái kiểu bán kiểu bán mình lên mình bán không ai bán luôn. Rồi Trâm Phạm với Hằng Lê, chị nào chuyển chú lắc bi này 13.440. Rồi chốt. Rồi ai nữa 13.440, sọn chị cáo xíu chị mặc like cho tối em ơi. À. Không tao bán nữa gì, người ta bán đắt có nữa không? 3.725.000 mấy chị, 3.725 tao bán hết tấm nữa. Ừ chưa ăn luôn, cái gì sáng giờ chưa ăn gì luôn mấy chị. Bán đắt quá, làm miếng ăn. Đây mấy chị à, 13.460.000 em sale có 1.150.000 một gam, chiều quá lớn. Mấy chị đeo dây 7 tấc cũng được ha, chị nào muốn dây này mà nói 7 tấc em nói 7 tấc chứ. Giờ trước mắt em chỉ có 6 tấc thôi. Chị nào muốn nói 7 tấc 2 cũng được, đeo kiểu như phụ kiện vậy nè. Cực kỳ là model mấy chị, mặc cái thun để dây dài dài ở ngoài là ok. Ok đó mấy chị gái. Rồi chốt 13.466. 13.466. 13.466. Rồi dây chuyền 3.720.
em có 5 giây mấy chị ơi, bán 1 ba 50, bán vui chơi có 5 cộng này. Em đem về bán 8 tháng 3 cho mấy chị nè. Giờ chốt giờ để dành vừa vừa để cận với bên nhà em, nó làm việc tào lao lắm nè, mấy chị mua về. Mấy chị dư thời gian để đó, tới ngày đó mấy chị tỏ sáng nhánh bông lên của em. Đợt này tặng nhánh bông bằng bằng xi mại vàng đó Duyên ơi. Chú Duyên nhắc chị con ngàn nhánh, ngàn ngửi nhánh về chưa? Cái đó mấy nay mấy điện đừng lấy nha. Bông hồng bằng kia chứ không chịu lấy, bông hồng mại vàng cái đem về đang cho má nó đỡ tốn tiền. Bà nó tính trước nha mấy chị, coi như điếm số ông tôi nha. Nó lấy tặng ba má nó, nhà anh chị em cái bông hồng vàng cái sang quá trời sang. Và bông hồng bằng bông gì đó. Bông giả nó không chịu nha mấy chị, chứ bông hồng bằng vàng là lấy đó. Cái kiền 3720 có 5 cộng à. Nó về nó tặng cho đỡ tốn tiền, quỷ viên này không nói là nó làm đó. Đang mua bán cái gì cho đắt đắt ơi, dẻo nó xây quá, nhìn em xem thêm bán nế quá mấy chị. Nè em xem nhẫn mo này 1.1 triệu này mua mẹ em đi. Dẻo cười em chết luôn. Dẻo nó trời ơi bán nế không ai mua chừng mà ngồi lai hoài. À, mất đáy quá cái gì đó. Xe cho 1.1 triệu, 5.810.000. Chừng nào còn 200 người mới xuống ngồi lai hoài vậy đó. 5810. Nó chơi đi nhớ mấy chị ơi, quen rồi. Em nói mai mốt mà đi đâu đúng không? Giữa chừng phải không? Trên xe đó phải cho em một cái đồ lai chim. Đi tới đâu 12 giờ thắng cái két lại lai chim, lai xong đi. Chịu đi em chịu thôi ở nhà luôn cả đám. 5.808.000 mấy chị. 5808 em sale cho 1.1 triệu con vậy đó Duyên. Đem theo ví dụ tới 12 giờ thắng cái két kiếm quán nào đó cho tôi, ai làm gì làm. Đó, cho tôi ngồi đó. Rồi tôi đi tới sau, chịu thì chịu, chịu thôi à. 5808 nhẫn mon. Chứ bây giờ ghiền lấy bà. Đi cái kiểu mà không cho tôi like tôi quạo lắm. Không phải là không vui đâu mà không có like được em quạo mấy chị. Quạo lắm. Xong like chim xong rồi muốn đi đâu đi. Tới giờ đó như kiểu cho chị ăn cơm nhá. Đó tới giờ cho em bé bú. À rồi em có lắc tay BBL 1250 có toàn tên tăng đưa. À, tới giờ khắc sữa bú tay. Em chốt đơn 5.075.000. 5075. Sale 1.250.000 nha mấy chị. 5.075.000 em sale cho 1.250. 5075. 5.075.000 lắc LV. À sorry, lắc BBL. Lắc rồi đang đeo 10.400 sale 1.3. Rồi 5.075.000 em chốt đơn cho 1.250. Trời vàng hồng nó mấy chị, hàng men đen, ống men đen cực kỳ là luxury, cực kỳ là hàng hiệu luôn. 5.075.000. Quá rẻ đẹp. Rồi nhẫn này bữa nay em sale luôn cho nha. Bữa nay nhẫn đồng tiền em sale chưa bao giờ có giá này luôn, chốt đơn cho 1.250. Lắc tay đang đeo xem 1.224.000 cục cưng Nguyễn Thanh ơi, đi tay 52 trả lại. Rồi nhẫn chốt đơn 1.2 gam luôn. Mã này 1.250 nha. Sorry nó lộn. 6.3 mấy chị. Nhẫn đồng tiền cực kỳ đẹp luôn, em có 5 nhẫn. Bữa nay sale cuối tuần 1.250. Lắc tay đang đeo sale có 1.2, 24.000 cục cưng. Đi tay 52 trở lại lắc thương hiệu của Hermès. Đây. Mấy cái này nha, đeo hoài được hoài mấy chị, không mới xưa mấy chị. Bây giờ mua giá 1.4 một gam, 1.450 rồi. 24.000. 24.000. 24.000. Em sale có 1.2 thôi. Rồi nhẫn này là 6.3. Rồi lên cho cái nồng nền, rồi nhẫn này nè, nhẫn nha. Mấy nhẫn nhỏ nhỏ nha mấy chị ơi. Hồi ơi, chứ nhẫn này đẹp không? Thả cho em trái tim đi, em lên sale cho 1.1 triệu nè. Rồi ni tay số 10, ni tay số 10, số 11 mấy chị. Đẹp nha, em lên 5 chiếc nhẫn kiểu đẹp, em đồng giá 1.1 triệu nha em. Đồng giá 1.1. Rồi chiếc nhẫn này em không có chỉnh sửa ni được luôn. Con nói là nó ni tay nó cũng ni tay số 10, số 11 đó mấy chị. Full luôn mà em, nhẫn bông mai này này ghép này có chủ luôn mà em full. Rồi nhẫn này cũng sale luôn 1.1 triệu, hộp ở trên của nó hộp New Zealand màu vàng nha. Đó rồi nhẫn vuông, rồi em lên 3 chiếc này. Đồng tiền có đi 15 luôn Nghi An ơi, 6.3. Cái đó có đi 15 luôn rồi. Em chốt đồng tiền cho Nghi An 6.3. Có nhẫn đi 6, đi 6 không có, đi số 10 trở lên. 10 tới 15. 6.3 nè. Rồi em lên chiếc nhẫn này trước, rồi đi tay đi 9 đi 10 giùm em xem 1.1 triệu. Đồ đẹp không mấy chị ơi, xem 1.1 mà bán rẻ lắm. Bữa nay có gì chơi đó nữa mấy chị, canh cuối tuần mấy chị mua nha. À, rồi bữa bình thường cũng đẹp luôn. 6.127.000 nha. 6.127. 6.127.000. Em sale cho 1.1 triệu. 6.127.
nhà nó đẹp lắm á chị. 6.127.000. Em có cái những bông mai này siêu lớn, siêu đẹp luôn mình. Toàn đều đẹp không? Rồi em sale luôn trơn 1.150.000 nè. 1.150.000 bông mai đai với amoral luôn, chủ hộp nhân tạo luôn em. Rồi nhẫn này giùm em. Trời ơi mấy chị, chiếc này đi 9.10.000, 6.127.000, rẻ quá. Nhẫn này mấy bà đeo như hộp sòn vậy đó, không cần đeo sòn luôn, nó bị kén đi, kén dâu, kén dâu, kén đi tay dâu nè. Em sale trơn 1.1.000, kén đi tay dâu nha, đi 9, đi 10, đi 11 đeo được. 6.125.000, đẹp dữ lắm, đẹp. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Nhẫn này em sale trơn 1.2.000. Rồi, nhẫn này bé sale trơn 1.2.000 gam, nhẫn nữ hoàng. Sale 1.2 đó mấy chị. Em ơi lấy đồ cho khách con ơi, bạn hàng đâu? Đứa nào thấy đó thì chạy qua lấy tiếp cho con. Đâu phải đợi có bạn hàng nó được, ngồi kế bên mà không đang làm gì thì lấy cho ông ta chứ. 8.040.000. Chứ không phải không phải cái quầy của mình mà nó bán gì mình ngồi kế bên đó, cái lỗ tai mình làm gì đó. 8.040.000, thích không thích thì gặp khách vô là cũng phải làm chứ, chứ không phải là tao thích rồi tao mới bán giùm. Nha, nào nói trước à. 8.040.000, không ưa nhau thì đi ra ngoài đường, không ưa nhau còn trong đây là phải hỗ trợ nhau. 8.040.000 em sale cho 1.2.000. 8.040.000 em sale cho 1.2.000. Mặt túi tiền chữ Lộc Phước vậy ha cục cưng. Còn mấy chị mấy bà có coi nó không, coi nó em xuống à. Anh thấy làm như đi ngủ hết trơn gì rồi. Rồi em chốt cho Lucky đồng tiền em sale cho 1.3.000. Đẹp lắm, đẹp nhẹ bự sale 1.3.000. 8.125.000 đi đó chị, không có gì ơi. Không có. 8.040.000 là có đi nè, sale cho 1.2.000 nè. 8.040.000 sale cho 1.2.000. 6.929.000. Trời ơi, 6.929.000 nè. Đẹp lắm mấy chị, có một chiếc một có tầng tan tăng đường. 6.929.000. Em chốt đơn cho giá 1.3.000. Đường kính 18 không vừa chị ơi. Nhẫn nó nhỏ lắm, nó đâu có làm đi được. Không có vừa. Rồi nhẫn này em có 2 nhẫn xem 1.1.000. Rồi bé Vinh có 2 nhẫn, nhẫn du lùm em amoral bên hông cực đẹp luôn, xem 1.1.000. Chạy chốt giùm em 7.744.000. 7.744.000 em sale cho 1.100.000 một gam. Mấy chị muốn đeo ngón danh, ngón giữa gì cũng đẹp chứ, chiếc nhẫn này bà đeo ngón nào cũng đẹp. À, 7.744.000 sale cho 1.1.000, em có số lượng 2. Số lượng 2, sale có 1.1.000. Dòng cạch chia em có đi 48, 49, 50, 51, 52, 54 luôn giùm em. Rồi bây giờ chốt đơn luôn, dòng cạch chia này cho mấy chị luôn, giá 1.350.000. À, có khóa luôn em, bao đẹp nha, mẫu mới đấy chị. 1.350.000 bao đẹp. Em có đủ đi nha, 48, 50, 52, 54. Rồi dòng này giùm em là 19.980.000. 6.929.000 là gì con? Ờ, lắc hăng, ngoan quỳnh à. Ni 48 vừa cưng, tại vì có đó có tòng tan tăng đưa cưng. 6.929.000. Rồi ngăn quỳnh ngoan nghìn chốt đơn. Hạnh Suri chốt đi, cái ni nhỏ vừa đem. Rồi hai bạn mà nào chuyển trước bên đó có đơn nha. Rồi nhỏ em đang đeo 7.744.000. Bao đẹp luôn, đi tay đừng hỏi ni, nên này em làm ni được. Mẫu đẹp, mẫu độc luôn, hàng đẹp, hàng độc. Hàng cuối tuần, hàng bán cuối tuần em có số lượng 2. 7.744.000 nha. Nhẫn vuông hộp. Rồi dòng này mấy chị đeo chung đồng hồ, đeo đi đồng hồ được luôn. Cạch chia mẫu mới luôn dùm em. Chia mẫu mới 19.980.000. 1998. À, đẹp chưa mấy chị? Trời ơi, cái lắc xoắn Bambi. Em chốt đơn luôn cho giá 1.2.000. Kèo VIP em có 1 thôi. Lên luôn giùm em 1.2.000. Chốt 9.348.000 mấy chị. Đây 9.348 em sale cho 1.2.000. 9.348 sale cho 1.2.000. Rồi dòng này mấy chị ơi, dòng mới nha, em còn đi tay 52, 53, 54 đâu được luôn giùm em. Rồi sale cái dòng luôn nha mấy chị luôn, giá bình dân nè. Em sale luôn trơn 1.2.000 gam nha. Dạ Nguyễn Hoàng Anh là giả chị, số tài khoản số lưng trên đầu em. Nguyễn Hoàng Anh là nick giả nha, chặn nó đi chị ơi. Em không có nick tên nào là tên Nguyễn Hoàng Anh, đừng chuyển cho Nguyễn Hoàng Anh nha. Giả mạo lừa gạt lừa đảo nha, không biết tội phước à. 9.348.000 em sale 1.2.000. Ai mua kịp mấy ngày cuối tuần sướng. Sướng.
Dòng tay 7 triệu 7, sale luôn 1 triệu 2. Cái trái tim cái tròn 7 triệu 7 em sale trong 1 triệu 2. Rồi lắc tay em là 10 triệu 400 ngàn lắc tay, 10 triệu 400 dùm em lắc tay dưa hấu. Em có số lượng 3, đi tay 53 trả lại dùm em, hơn 53 đều không được. Tại vì cái chùm của nó đó chị, vô trong không được nha, vô trong không được. 10 triệu 400, 10 triệu 400 ngàn mới, em có số lượng 23. Rồi những này em sale trong 1 triệu 1 luôn nè. Những bông mai nè, thả tim nè, bán rẻ nè, đi ngủ hết trơn nè nè đây. 1 1. Và dòng tay là 7 triệu 7 mấy chị. Đẹp chưa? Ni tay 54 nha mấy chị. Em sale cho 1 triệu 2. Trồng trái tim Tiffany 7 triệu 7 sale 1 triệu 2. Rồi này em là 11 triệu 627 ngàn, 11 triệu 627 ngàn giúp em. Em sale cho 1 triệu 1. À 11 627. Trời mấy chị, chứ những này 15 16 triệu mua được đó mấy chị. À, em chốt đơn với giá 1 triệu 100 ngàn một gam, 11 triệu 627 ngàn. À, đây thôi. Một, một, sáu, hai, bảy. Tối nay lên sòn chị. 11 triệu 627 em sale cho 1 triệu 1. Tối nay sòn có gì chơi đó. Chơi sập sàn. Rồi 11 6 27 rồi xuống đây nha, em làm nhiêu nha. Để mấy chị mấy em ngồi em lai ngoài đem em dưỡng sức. Tối nay 7 giờ lên lai sòn, 7 giờ 7 rưỡi em lai sập sàn có nhiêu chơi hết nhiều. À, chị nào cần sòn to bự đẹp đẽ vô luôn giùm em ha. Tối nay có viên nha mấy chị luôn nha. 11 6 27. Dòng tay là 7 triệu 7 Tiết Nguyễn ơi. Ok nè. Đây đi tay 52 53 54 nha. 77 xem 1 triệu 2. Ok. Mầm 77 xe 12 này. Tặng hộp khi nào được vậy hả? Hay chơi cho vui hả? Không có chơi cho vui mà tại hết hộp tặng em. À, Minh Quỳnh rồi thiếu cái nào hộp đi trong phòng chứ đang có một cái đó. À, em lấy cái mồi. Gì con? Ừ, chị hỏi tao chơi cho vui kìa, thời gian đâu mà chơi vui chị. Bà hỏi cách tớt tao hoài, bà móc tao hoài. Đơn giản là Vinh ơi còn nợ chị cái hộp đi. Còn manh chưa chui dài. Chị em với nhau không mà còn nó đơn giản. Vinh ơi chị trúng game cái hộp nhẹ nhàng cái được rồi, có gì đâu chị. Em sell cái lucky này luôn cho 1 triệu 150 ngàn, 13 triệu 040. Chút xíu mày về đặng mày lấy giúp tao. 13 triệu 040. Em chốt đơn cho giá 1150. Rồi Duyên ơi chút xíu lên sòn đi Duyên. Tối nay em bật sòn chị, trong tủ chắc đã chạn trơn phải không. Giờ tắt tới đây đang làm sòn, cái tối nay lên với mấy chị sòn, cuối tình cuối nay chương trình sòn. 13 triệu 040 ngàn, xe 1150. Em chưa có ăn sáng luôn mấy chị. Hồi nãy sáng hình như có ăn cái khúc bánh mì, có nghe có khúc này nhớ. Là tới giờ luôn đó. 13 triệu 040 ngàn. Dạ em hello chị Thu Vân. Tối nay sòn nha mấy chị, ca sòn. Tối nay tao nói xả đó. Xả một cái như cái kiểu mà xả lũ mà kiểu thác đổ bên nguồn Trung Quốc mà nó xả cái bê đập ra đó. Nhận túi tiền em sale trong 1 triệu 2 nha, nó càng quét hết mấy bà. Rồi 13 triệu 040. Rồi mấy chị 1 triệu 150 ngàn lắc bi lưới. 13 040. Rồi nhận túi tiền 7 440. Nhận bướm á con, đây 4 triệu rưỡi, 1 triệu 3 con, ăn 1 triệu 3. 7 440 dây chuyền phải không? Rồi ước gì coi đó. 2 triệu 3 không? Ừ 1 triệu 3. Rồi mặt này em về được 3 cái em sell cho 1 triệu 1. Mặt halo không có, có bông có nhẫn chứ ơi. 1 triệu 150 nghe, em có 3 cái sell. Hàng mới 7 triệu 6 em có số lượng 3. Khăn đầu ở trên nó khăn đầu hình trái tim luôn. Tấm xung quanh nó là tấm xung quanh trái tim luôn. Ồ nó đẹp, một cái dạ mang. 7 triệu 6 mấy chị ơi, nó sàng lắm. À dễ hết không? 13 140. Bỏ cái cũng phải bay tưởng nó về em nói ơi. Đây hết. Rồi mặt dùm em có 3 bán lỗ. 66 bán 1150 hà. 7 triệu 590 ngàn mấy chị ơi. 7 590. 7 590. Có 3 cái thông đẹp, bốc em lên Facebook liền, xé xác em ra luôn, xử em liền. Rồi cặp nhẫn cưới siêu đẹp luôn em. Em cưới mà bà lộn mẫu chơi mấy bà khùng ơi.
bạn ơi, em có mặt vàng hồng nè mấy chị. Bán lỗ mặt này nha, bán 1.150.000 luôn. Một cái mặt Mercedes 1150, dây đi Vinh á, dây cho em Mai đi chị. Dây cho em Mai mới được, em hết dây rồi, thiệt em hết dây. Nữa là em ra cho anh cực kỳ 3 hàng ở Duyên ơi, mẫu ơi. Ba hàng ơi, kia cái đồ quay xuống đi cưng. Đồ quay một hàng xuống với Duyên nhỏ kia vậy đó. Quay em để khúc ngoài đi cưng. Đang bưng dây cho đỡ dướng nha. Rồi mặt này sale cho 1.1 triệu, 50.000 là bán lỗ nha. Lỗ con mấy chị đó. Rồi mặt 7.6 triệu em có 3. Gần cuối cuối bà nào nào đó, bà nào mới kiểu mà giống như kiểu mà vô sân chơi liệt địa chịu không nổi đó. Thôi chịu không nổi là mình hủng đó mấy chị. À, mấy cái này mấy chị phải mua giá 1.350.000, 1.4 triệu mà em bảo đảm mấy chị luôn 1.5 triệu cũng mua được luôn. Tại vì xung quanh cái hộp này là hình trái tim. Chủ ở trên nó hộp nhân tạo 5D4, khoan đồ hình trái tim luôn, đeo mì, đeo bính, đeo bi gì cũng được luôn. Mà đụng hàng một cái em đền 1 tỷ luôn, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn á. À, không mua mẹ dặn á. 7 triệu sao? Không mua rồi, mẹ dặn luôn. Rồi mặt này dùm em 8.245.000. 8245. Bỏ cơ. Bán đắt bỏ cơm mấy chị. Mà xin đi vàng hồng. Chị nào chưa có dây báo em mua dây luôn, khoảng 5 triệu dây là đẹp rồi. Còn không thì có dây rồi thì thôi. Đẹp luôn nha mấy chị, mặt độc luôn á. 1150. 1.150.000, 8.245. 8245. À, 8.245.000. Đó. Bỏ cơm luôn mấy chị ha. Vậy thôi em xuống nha. Dây với mặt em đang đeo nhiêu tiền? Dạ, mặt em sale lỗ 1.150.000 một gam, 8.845.000, 8245. Rồi dây em cũng sale lỗ luôn 1.350. Nè, chị cứ lấy mặt trước. Cầm anh em 8245. 5 em còn 1 cho nên em xả lỗ đó. Cái đó em xả lỗ 1 gam 50.000, 100.000 đó. Dạ, dây chuyền 3.6 triệu. Dây chuyền 3.6 triệu. Dạ, hello Kiều Lan à. Chào em gái màu trắng. Màu trắng có làm ai lo lắng không? Đó à, màu hồng có ai làm ai lòng bụng không? Màu đỏ có làm em gì sáng tỏ không? Ừ, vậy đó. Ai chịu thôi, thơ ngẫu nhiên. 8245 sale 1.150.000 gam nha, vàng hồng luôn. Mới với chị Hiền Niêu nha. Em lấy 5 em còn 1 cho nên em xả. Dây chuyền 4.5 tấc. Em sale 1.350.000 luôn, em bán lỗ luôn. Dạ chị Hương Nhan Phạm 8245. Ok cục cưng, lâu quá mới gặp cục cưng em lại nè. Không kể bỏ em đi đâu. Đi đâu? Bữa nào hẹn gặp trên tại tiệm nha. Em ở chủ nhật dưới thứ bảy là em ở tại tiệm không đi đâu hết. Dạ còn những ngày thường em sẽ vắng tiệm 3 tiếng từ 2 tiếng từ 2 giờ tới 6 giờ là không có tiệm. Còn tất cả các sẽ có tiệm nha. Rồi 3.6 triệu. Hẹn gặp bạn nha, tôi hẹn rồi đó. Rồi em có một cái mặt ISL đẹp luôn. Đây xúc cái hộp nè, chán đời nè. Ê. Rồi vòng tay. Đi tay 48, 50, 51, 52. Vàng hồng em xem 1.3 triệu. Bông tay này bông mới em còn một đôi. Em bán vốn luôn nha mấy chị. Ý nó y chang như bông sọn 26 triệu luôn á mấy chị. Y như bông sọn 26 triệu luôn. 3.880.000. 3.880. Tối nay đầu live vô em sẽ có một đôi bông 4.5 ly hàng được trao tặng á mấy chị. Người ta tặng cặp bông đó 4.5 ly, vỏ đó cực kỳ dày và tấm cực kỳ to luôn. Hàng trao tặng người ta đổi đồ được em nha. 4.5 ly đó nó là màu nước ép VV Swan nhưng mà ta không còn giấy, mấy chị cứ test không sao hết. Nha mấy chị, cái đó là dạng như giấy biên riêng ta bị mất á. Đầu like vô em sẽ tặng đôi bông 4.5 ly luôn, vỏ hộp đó luôn, luôn vỏ luôn, to đùng luôn. Em chỉ bán giá tri ân với chị, em thông báo trước để đầu like vô chị nào mua được cái đó là hên nha. Vỏ hộp luôn em bán 24 triệu. Hàng trao tặng. Chứ bây giờ mấy chị nghĩ đi, 4.5 ly mà nước ép VV Swan bây giờ là 23 triệu một hộp là giá sale. Giá được mua rẻ đó, mua được tình thương mến thương đó, là một cặp đó 46 triệu rồi. Vỏ đó không dưới 20 triệu nữa thì đôi bông nó tầm 66 triệu mới mua được nha cả nhà. Tối nay em lên đôi bông nó đầu tiên là 4.5 ly hàng trao tặng màu nước ép VV Swan, không còn giấy kiểm định gì hết. Mấy chị sẽ mua được cái giá 24 triệu thôi nha. Em nói luôn, em sẽ có 3 món như vậy đó cho mấy chị yêu. Chị nào mà vừa lên live đầu tiên mua được là cực kỳ hơn. Vì bây giờ mình xách tiền mình mua tới 66 triệu. Cặp hộp đã 46 chưa tính vỏ rồi, luôn vỏ là khoảng 66 triệu. Tối nay đầu vô là em sẽ có 3 món y chang vậy, 24 triệu nha cả nhà. Nó xem như vậy luôn, nó cực kỳ là giá thơm nha mấy chị luôn. Cho nên chị nào mà vừa lên đầu like cái bụp liền là vô trúng liền nha. Cái nào nói trước nha mấy chị. Rồi 3880 có 1.3 triệu ra mà cục cưng. Long Xuyên có gì chơi không á, chơi với em chị. Long Xuyên lại tiệm vàng chơi là vui rồi. Em chỉ cho chỗ ăn uống nữa.
À, rồi em chốt đơn 3880 em hết. 7 giờ em lên. 7 giờ 7 rưỡi Duyên, 7 rưỡi đi. 7 rưỡi đi mấy chị ha, Duyên. Like tiếng rưỡi thôi, tại sò này không có nhiều mẫu quá đâu. Like tiếng rưỡi là ốp được rồi. 1.3 triệu. Rồi dung đỏn nè. 7 rưỡi nha, 7 rưỡi chính xác 7 rưỡi em lên, em không có hư lụi với mấy chị. Canh 7 rưỡi lên giúp em, 7 giờ cho mấy chị cơm nước đi, giờ này 6 giờ mà em còn chưa xuống đâu. Mấy bà lên coi cả ngàn người hoài. Trời ơi, 11.300 đi tay 48 49 50 đeo được. 11.300 đi tay 48 49 50 đeo được. 11.3 11.3. Hàng mấy ngồi nói chuyện ngoài bà không lo chút đâu đi bà, mà nó chịu chuyện ngoài vậy. Nè, 11.300. Trời ơi, bà lo chút đơn, bây giờ này thấy bà tôi ế lắm hả gì em bị. 1.3 triệu ra em làm giống dẹo nữa đó. Dòng LV, sale 1.3 triệu. Không, không bơm nha, em bơm nha, bữa nay à. Nay bơm mà máy chụp chụm. Chị em đang bơm, bữa nào em bơm. Mà đem đồ ngáo xuống hẳn thôi là không đi. 7 rưỡi em lên, soạn sẵn 7 rưỡi em lên. Em nói trước đó, 4 ly rưỡi xong 6 triệu đó, bán hàng 4 triệu đó. À, đo bông kia là người ta chốt cái đo bông đó là cái vỏ bông người ta mua 34.500.000. Cặp hộp đó là bị mất giấy luôn. À, người ta mua cặp hộp đó là 10-17 triệu. Đó mấy chị tính đi. Bông 3 ly 6 với cái vỏ to đó người ta tôi mua tới 54 triệu, tối nay tôi bán 24 triệu luôn, đồng giá luôn. Tại vì cái vỏ nó to. Nào nói trước nha mấy chị nào mất công tối nay lên hồi chị Vinh nói sao vậy vậy à. 11.300.000, 7:30 lên chính xác. Nó có đúng 7:30 em lên sòn à, tại vì sòn không có nhiều đâu, em chỉ like tới cỡ đó thôi. Ý thì em có bạc ngàn còn sòn nó giới hạn trong một đống. À, tối nay không bơm. Rồi chốt đơn là men 11 triệu, giờ này còn ngồi like nè, ngồi sao sọn được ở đây. 11.3 11.3 em sale cho giá 1.3 triệu. Lau sạch cái này cho tôi nha bạn yêu. Bạn mua đi bạn yêu, còn không mình xuống nha, bạn không mua mình xuống à. Rồi những nữ hoàng đẹp luôn nè, bối này cái bi dương em. Lắc này trước mắt là đi tay 48, 49, 50 mấy chị. Lắc nó có tòng ten tăng đưa nè, 52, 53, 54 thì thêm tòng ten nữa. Rồi em có một cái lắc LV Pandora, sale 1.2 triệu. Ngày hôm qua em đi khám bệnh về xong là 8 giờ rưỡi rồi mấy chị. Nếu mà em like tới 12 giờ em mới về. Dạ Vinh 12 giờ mới về thì làm sao về tới đây, tối về tới đây cũng 1 giờ đó. Một với lại qua chồng em ăn trúng thực mấy chị ơi. Ăn hai di lao trúng thực, trời ơi ỉa tẹt tẹt tẹt. Sáng giờ còn đau bụng hoài, em nói chúng thật thôi đi bệnh viện đi. Đau bụng hoài luôn. Chứ chị em hỏi mấy chị, đói con mắt kêu ra một lần 15-20 món mà chỉ có 6 đứa thôi. Rồi mà em khiều rồi đó, em mất kêu từ từ. Hết kêu nữa mấy chị. Tụi mình hết ăn kêu được. Nó lên một cái như đám giỗ không có chỗ để mấy chị. Không có chỗ mà để mà kêu nó để đi từ từ để mình lên. Đi Sapa 3 ngày nhưng mà em nói thật sự mấy chị nha. Thời tiết Sapa đó giống như tánh tình của mấy bà vậy đó. Sáng nắng chiều mưa, lâm râm cũng hao cơm nữa. Nó đang nắng như vậy đó, tự nhiên lên cái đỉnh Masipan đang nắng đẹp, bỏ lạnh lại ha, xay qua xay lại tự nhiên sương mù xuống dập dập mấy chị, em đâu leo lên đỉnh ông Phật được đâu, em mệt mấy chị. Nó lạnh cực kỳ, không có giống như là cái oxy nó bị loãng á. Tính đó là Sapa thời tiết không im bằng Đà Lạt nha. Tự nhiên cái đang nắng như vậy đó, xay qua nói chị sương mù đầy hết trơn, nó kiểu như châu Âu ấy mấy chị, trời như trời châu Âu đó. Mấy bà mà thay vậy, bà muốn đi châu Âu đúng không, mùa lạnh mấy bà đi Sapa đi, là nó y gan vậy đó. À, chưa đi sao chưa đi châu Âu nghe, tay chồng đi rồi với bộ sao xạo vậy thôi, nó ngủ đi hoài mà đâu dám đi. Mấy chị đi châu Âu tới lần 15 ngày, trời chắc mấy chị đi ngoại tình mấy chị đẻ luôn á. 10.668 dòng đó chút xong xi màu trắng dạ. Dạ lên cao quá không khí lộn mấy chị, em muốn bị ép tim luôn á. Em sụi bài đuổi leo lên không được mà em niệm Phật hoài, em nói cho con lên Phật nha, con lên Phật nha, mà lên không nổi mấy chị, lên không nổi, cuối cùng là em phải ở lại. Dạ thiệt sự mệt chịu không nổi luôn á. Tính ra là không có thời tiết không bằng Đà Lạt, mà cũng không có bán đồ ăn giặt ở ngoài đường, mà cái nách em phải ăn giặt mấy chị đi, có đâu có đồ ăn giặt gì trơn á. Chịu hai sao tao không làm nha, ngoại tình đẻ luôn. Đi mà em đi mà đi châu Âu 15 ngày chắc về đẻ luôn. Chuyến này bye bye tao đi luôn rồi, không quay về nữa đâu. Đi 2-3 ngày còn quay về, cái kiểu ngoại tình mà 15 ngày là đi luôn rồi. Thôi tôi không đi mấy bà ơi. 10.668.000, 10.668. Em xem cho giá 1.2 triệu. Ban hàng rồi xuống nha, tối nay lên sòn nha. Còn cả ngàn người xuống ngoài nó tiếc quá trời, tiếc rồi. Dạ, tại hổng mấy ngày bị tụt mít lắm. Em gà like. Hết đầu em muốn thuốc nè. Em có cái dòng ban này em xem cho 1.1 triệu nè.
À, ok Hồng Vân này, mua đi đừng, em đừng xuống. Em lấy tới 6 rưỡi xong cái 7 giờ em lên luôn à. 7 rưỡi em lên luôn vậy đó. Rồi kêu Nguyễn Hồng Vân nè, mày cười nghe, mày đưa hộp bánh này cho tao với chai sữa cho tao mày. Mày bơm hàng tao là tao không có cho mày đem bánh về. Em sale cho 1.1 triệu, đi tay 48, 50, 52, 54 đâu được. Đợi chút bông sàn. Em có 3 đôi đầu tiên đó, em nói trước luôn nha. 3 ngày. Em vẫn thích Đà Lạt hơn Sa Pa. Đúng rồi chị, thiệt thời tiết kỳ quá. Đang đang đẹp đẹp vậy nè mấy chị. Cái tự nhiên cái xây ngang sương mù không mấy chị ơi. 18.775.000. Thôi này đi ngay chỗ khách sạn vớt vát được vài tấm hình chứ thôi thôi rồi lỡ mơi luôn. 18.755.000. Em sale cho giá 1.1 triệu. Đi massage nó cũng chém lắm nghe mấy chị. Ủa cái thao đứa của mấy chị nó cho ngâm chân. Thì vô đâu mà không cho ngâm chân. Cái tính tiền thao nước thuốc bắc thêm 50.000. Trời đất ơi. À, đi chỗ nào có ai đâu, em thấy chợ nó cũng chém lắm mà làm đau lắm bà bè bạn em nói sao nó massage chị xong nghe về giờ cẳng bị tím hết trơn. Hai nhỏ em biết nó ngắt hay sao, hai bà bạn Duyên nè, con Phương nè, trời ơi ngắt bầm mịn Phương chưa. Tại cái tội sắc sượng với chị con nhĩ kia nó bóp, nó bóp vừa vừa đó, cái kêu bóp, bóp mạnh mạnh đi chừng nào la lên, chừng nào đau la lên về mình mãi tím ngắt hết trơn, kiểu giống như con quỷ mày đi giật chồng tao nhéo, kiểu mày bầm mịn hết vậy chị. 18.755 xem 1.1 triệu. Về chị kia mới nói trời thôi bóp da bên em muốn sụi luôn. Tới hôm qua ngày sau ngủ qua đi bữa đâu dám đi. Ờ mới sao của em 18.755 xem 1.1 triệu. Rồi nhẫn này xem luôn 1.1 triệu, nhẫn nữ hoàng đẹp. Chín triệu rưỡi mấy chị ơi. Chúc có chuyển tiền tiền sòn anh bên kia nha Duyên ơi. Có tiền không cho tao đi chứ tao, em chị em nói cuộc đời em qua năm mới em chỉ có một điều ước, tài khoản của bà chuyển cho em đừng chuyển đi thôi, em chỉ ước vậy thôi. Trời ơi ước vậy dưới quê em đầy hết mấy chị, tiền vô mà không chịu ra. 9482 9.482.000 sale cho 1.1 triệu, ở dưới quê em đầy. 9482 sale cho 1.1. Trời chiếc nhẫn đẹp lắm, mua đi. Em có một cái lách chùm nho kim cương laser luôn mà em, đi tay khoảng 54 trả lại giúp em nha. Em sale luôn cho 1.2 triệu, cực kỳ sáng. Những nữ hoàng ở tình yêu ha, Trần Thị Đan. Số điện thoại tứ quý 2 đẹp quá, số điện thoại giúp em, không chừng bị gạt nha. Chốt hàng duy nhất trang này, một số tài khoản này. Chốt áo em đi, à, áo bán chưa Dương ơi. Áo gọi em chốt chị Hiền Nguyễn này, chị nào chính chốt có đơn em mua chị 650, chốt Duyên lần 1399. 11.976.000. 11.976.000 xài 1.1 được rồi mấy chị ơi. Celine xin xỉn 13-14 triệu uống tiền quá. 1 triệu mấy xài được rồi. Rồi 9482 Campuchia, Campuchia nào hạnh. Trời nói tiếng Anh ghê chưa. Việt Kiều lại nín thinh. Tại nói ra ta cười chết hiểu mẹ vậy đâu. 11.976. 11976 phía sau tao không xuống không gì. Coi nghìn mấy từ hoài sao xuống. Trời ơi cái bữa tôi kể với bà mẹ, có bữa tôi đi Sa Pa về của tôi lai ban đêm đó, có ít xịu buồn mấy chị ngủ không được, nhắn tin với quỷ Duyên này nó ngủ, xong tôi kiếm quỷ này không được tôi kiếm tiền. Hai nhỏ này mà nó gặp tôi có sự cố gì nó cũng gầu với tôi lắm nghe mấy chị. Tôi kiếm tôi ghen tôi gỉ 11.976.000. Ăn ngủ không ra là cũng không được với em nghe mấy chị, phải ăn ngủ em cho ra nha. Điện mà không ăn ngủ cho ra là mệt với em đó, em cũng quậy nó đó, bây giờ em quậy lắm. 11.976.000 em sale cho 1.2 triệu. À không hay là luôn. Ừ chị tự nhiên có xỉu, chị có 800 người chị. Trời em nói trời không lẽ em hết thời sao, ca sĩ đã về dưỡng lão rồi sao. 11.976.000 sale 1.2 triệu. Trời ơi chiếc nhẫn đẹp quá nè, sale 1.1 triệu nè. Bà bán mà bà đi thích thích văn hài. Ừ sao có chương trình nó định đi rồi nó bị phá sản luôn chương trình đó gì mấy chị. Định đi đó, nãy nó mở lại tôi đi nghe bà. À, lên cái hé luôn Trường Giang chấp thành rồi 2 triệu đi về. Cái nó nói quẹo phải. Nó bà điên đâu. Không nó lên thấy em đẹp nó cũng cười giao hữu cho em cái. Trời ở đâu mà xinh gái dễ thương dữ dạ, ở đâu? 2 triệu. Đó, tôi đi về thôi. Lại ấy nữa là tôi hết hết câu hé luôn hết bà đây. Lên cái em hé luôn chấp thành cái bắt đầu rồi 2 triệu ok rồi đi về đó. 6880. Tôi lên kêu Mai Liên nó đóng cho cái vai tôi một không cái nữa. Em lấy cái triệu ơi chị 11.906. Cẩm Thu bà lấy cái này không? Đen cái đi nó làm đi được bà Đen ơi. Không không lộn hàm hương nó lộn hàm hương.
Còn Mai Ly là làm chưa bất giới. Tao lộn, mày làm chưa bất giới rồi, còn Hàm Hương thì nó làm không, Hàm Hương làm sao tăng đi. Rồi, làm Hàm Hương làm sao tăng đi. Hàm Hương làm sao tăng đúng đầu cổ bù xù chứ. 6880 gì Dương. 680. Cho con Nhi, Nhi sầm này, con Nhi xà lơ tao nó đi làm tại thiên đi. Con Nhi xà lơ. Dạ, hồ nó kiếm chuyện nghe em không nghe mấy chị. Trời ơi, 30 tấc nó còn làm lỗi cơn lên. Cái gì nói một câu nó trả lời em câu với mấy chị. Nó nói không phải vậy. Không phải vậy. Nó nói hoài, nó trời gồm nó dễ sợ. Rồi nhẫn túi tiền sale 1,199,700. Su su mới ha. Nè bỏ bà mã sao nè, 688. Su su mới. Là tên dễ thương nha. Su su nè nè. 7,400,000 em sale cho 1,199,000. 1,199. Rồi dây này em có cộng 1 với trái tim nè, bán lỗ ha. Bán 1,3 gam à. Nhớ gỡ Duyên ơi, gấu gì mấy chị bắt đầu mấy chị ra. Mấy chị làm trận thường mấy chị không chịu gỡ, mấy chị bắt trả tiền đủ không nè. Sale cho 1,3. Dây gói mốt gửi về là phạt nhỏ nào ba nhỏ đó bằng đó 100,000 cái nha. Tại cái tội gói không gỡ. 3,614 sale cho 1,3. Rồi có một cái dòng thiên nga Soki, thiên nga uyên ương. Đã đọc tiếng Anh ghê chưa? Mắc cười lắm, người nước ngoài lại hỏi em có em can you speak English? Tao nói chút chút. Tao nói trời ơi, trả lời tiếng Việt Nam chút chút. Mấy chị. Tao mới hỏi em nghĩ là em cũng nghe được vài chữ chúng nó là can you speak English đúng không? Là gì lại biết tiếng Anh không? Tao nói chút chút. Trời ơi, cười muốn xỉu. 6,8 3,640,000. Đi chơi chứ cái mặt buồn hơn ở nhà nha mấy chị. Em đi chơi chứ cái mặt em buồn hơn ở nhà nha. Nào nói thiệt luôn nha, ở nhà vui hơn đó. Nhẫn đang đeo 7,4 cục cưng nhẫn túi tiền. Mặt là 3,640 xe 1,3. Chồng hỏi em sao cái mặt buồn quá vậy? Có buồn thất tình nay không? Nó không có tao có live stream được. Mai mốt mà đi đâu mà bằng máy bay cho tôi ở nhà. Hen. À, trái tim 3,640. Nhẫn đang đeo 7,4 nhẫn túi tiền. Ni túi tiền là ni số 10. Ni số 11, 12, 13, 14 đó chị. Làm đi được. Bà hỏi đi nữa em giận đó. Em giận đó, em chưa ăn uống gì đó. 7,4 trái tim 3,640 chị ơi. À, như Quỳnh đẹp gái hello. À, tiếng Anh nghe chưa? Chúc su 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 mới mới. Trời, cái lắc tay này có 9,350,000. Đẹp quá, sao không mua? Mua đi mấy chị. Toàn hàng đẹp không mà mấy chị ơi. Rồi tim này su su mới mới nè. Với tiền Nguyễn nè, chị nào chuyển trước chị đó có đơn nè. Tiền vô các mấy chị ơi. Tiền vô. Mấy chị đừng nói với em là kẹt mạng kẹt ơi. Chơi có hai số tài khoản đó. Hết rồi Long ơi, bà hỏi hoài nó sạch trơn đó. Mấy chị này mới bay chút đơn kiểu mà giống như chồng tới rồi lấy đi lẹ lẹ chứ không thôi ngày mai nó sập trời sập đất không lấy kịp đó mấy chị. Cho nên là đó, mình coi như là đó, mình coi lấy cái gì live stream lần cuối mình phải chốt mấy chị. Rút 6 tấc không có. 9,025,000. Dây mặt tim hết rồi, hai bạn kia chốt rồi. Cái này đi tay 48, 49, 50 đeo được. 8 tháng 3 sắp tới, thương hiệu của Sobaki. Vàng hồng sau khi thiên nga màu đen. Màu đen đó. 9,025. 9,025 bán vàng hồng mất 1,250. Cái nhẫn đơ cực kỳ là siêu dễ thương, có một mình tôi có. Đây đẹp chưa, em sale cho 1,250,000. Bọc hết nha, sáng giờ hết bọc đó. Trời ơi bọc xuống quá mà đừng bơm nhiều quá nha. Đừng có sổ bọc bao nhiêu, tội nghiệp tao Phương ơi. Con Phương nè với con Duyên nè. 4,675,000. Định đào bánh lại nó đang hết trơn mấy chị. Mai mốt tụi đi. 4,675 em sale cho giá 1,250. 4,675. Dây chuyền một trái tim nó hết rồi mấy ơi. 4,675,000 đẹp hen. Đẹp hen, 4,375 hen. Rồi nhẫn đồng tiền nè, xem 1,1,000 cái này mấy chị lưu ý nè. Ôi, đẹp gì nè mấy chị. Rồi bên hồng bên trên mình còn 10 phút gặp nhau đó là mình hết đó nha. Phải đuổi lại sòn đó, 4,1,000 mấy chị ơi. 4,375 chút tình yêu phẩm ánh. Rồi xuyên nghe có 9,025. Lá anh đang đeo 9,350,000. 4,375. Rồi nhẫn này 4,1,000 mấy chị. 4,100,000. Chị mặc trái tim hết rồi. Không còn. Mặc vuông Amaro.
Ê, súng răng luôn, súng răng luôn, buồn nha. Buồn nha, đợi mới súng răng. Rồi 4 triệu mốt chốt đơn. Nhắn nó đo đi sao, đo trong tin nhắn đi, bạn hướng dẫn bạn đo nha. Bạn kia sứ hướng dẫn bạn đo. Rồi dây chuyền này bị bơm xe 1.3 triệu. Bị bơm xe 1.3 triệu nha, bơm xe 1.3 triệu. Rồi chốt đơn. 2 tháng, 1 tháng rửa không kịp, 2 tháng rửa đồ một lần, quầy nào không rửa phạt 500.000. Dạ gì, đưa lên danh sách đi, lên nội quy đi. Rồi có gì nó chị nào tao phạt, tao lấy tiền. 5.550.000, 3 số 5. Được không em, là gì chị Nguyên Đoàn ơi, em đây. 3 số 5, em chốt đơn cho giá 1.3 triệu. Vì LV hột ghép luôn em, xe có 1.3 triệu bị bơm á mấy chị. Mua rẻ giờ rẻ vẫn là 1.399.000 nha cả nhà. Chị nào bơm em á. Bơm 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 bơm. À, 555, 3 số 5. Em có mặt này em xeo lỗ em rồi. Mặt mới em xeo 1.2 triệu luôn, một hồng một trắng. Bán lỗ luôn nghe mấy chị. Mua vốn 1.3 triệu và bán 1.2 triệu đó. À, nhận đó chỉnh đi được chưa. Đây em có một cái mặt hình tam giác Ai Cập Amarol, hàng mới nha. Em còn một trắng một hồng, em xem 1.2 triệu. Nhận 4.1 triệu đi mấy đi, 11, 12. Chị ơi làm đi được chị ơi. Chị ơi, chị ơi, 5.7 triệu. 5.7 triệu, 5.7 triệu. 5.7 triệu. 5.700.000 giúp em. 57 57 57. Rẻ quá mấy chị, xem con mà mặt mới nha mấy chị. Em mua 5 hồng 5 trắng em còn có 1 cho nên em tặng luôn. Đẹp ha mấy chị, cực kỳ sang mấy cái mặt ghép này mấy chị, không cần đeo sòn đâu. Mặt sòn gì là 47 48 triệu đó chế ơi. Lắc tay bi phải không. Đây em có lắc tay 5.7 triệu tình yêu trần hương. À, 10 phút nữa nhắc chị ớt mấy chị ơi. Đúng 10 phút nữa mới nhắc chị ớt. Đang 7 rưỡi lên mấy chị, còn phải vô xăng gà, vô xăng đồ, xịt nước đồ chứ. Màu hồng chú cái Trang Nguyễn nó đem lên màu hồng mấy chị yêu. Lắp rút nãy 10.400.000 chị yêu ơi. Đây dây chuyền 3 số 5. Nè màu hồng này chị Trang Nguyễn, màu hồng này chị Trang Nguyễn ơi. Lộn chết, 5640. 564. Chất liệu bạch kim Italy 750 CN. Sale cho 1.2 triệu. Rồi nhẫn này em còn 2 chiếc nè, bữa nay sale luôn 1.250 bán lỗ nha. Anh em ơi, mua cái giá cộng tiền ấy vô mắc lắm mấy chị ơi, tiền nhận chuyển tiền công vô mắc lắm luôn á. Còn 2 chiếc này xả 1.25. Ở trên bông mai với đồng tiền, một sự bông mai hoàn hảo 3.730.000. Gà gắn tóc ken 5 trắng nè, em chốt đơn gà gắn tóc 5 trắng nè, 57 nè trắng nè. Rồi nhẫn này chốt đơn 3.730 mấy chị ơi. Bọc sắp hết đi mấy Duyên ơi. Cuối tuần ngày mai em sẽ làm live show mấy chị luôn, thứ bảy chủ nhật xem xin cái hẹn 2 ngày. Những nhà khác mấy chị hay đi ngoại tình chỗ khác, thứ bảy chủ nhật chung thủy. Nhà quay bờ là đầu giúp em nghe mấy chị ơi, quay bờ là đầu nghe. Ủa quay đầu là bờ, nó là không quay bờ là đầu. Đây. Rồi chốt đơn 3.730. Ồ dễ thương mấy chị, có 2 chiếc còn mua có 1.250. Ta bán 1.500.000 rồi. À, những đơn đã ai chốt rồi Thanh ơi. Hồi nãy bạn nào chốt rồi không biết chuyển tiền chuyển đi mày. Cái bà đừng giờ chốt vui nghe, giống như chị nãy chơi game chứ đâu bộ chơi game cho vui hả. Không có chơi game cho vui mà nó bị hết hộp. Trời ơi tao giàu quá Duyên ơi, để tao đặt hộp tôi kiếm á. Chút nhắc chị đi kiếm cái chỗ mua hộp nha Duyên ơi. Ba mẹ mình còn cái hộp nào không, nếu mấy mốt mấy cái nào mẫu mẫu chừa lại hộp nó có đặt nữa. Á à, Hồng lo giùm em Thu Hương 3.730. Rồi hết mấy chị ơi. Lát em đang đeo 9.380. Mặt 5.700.000 em hết rồi. Em đeo những này này 4.685 hay gì đó chị ơi. Bây giờ nó nằm chỗ nào rồi. Rồi bông tháp Eiffel này, có 3 cái này lên luôn mấy em này. Xuống mâm được mừng chất rồi. Rồi dây biệt sáp về được 3 dây. Biệt sáp hôm nay sale lỗ luôn 1.3 triệu mấy chị. Tay lắm. Bán cuối tuần luôn 1.3 triệu. Hồi tay chưa, tay chưa. À, mặc một cái áo đơn giản vậy thôi. Áo đẹp xuất sắc đó, 1.3 triệu. Cuối tuần không mua ủng. Xíu đeo là đầu like này cho đẹp nè. À, nhẫn 3.730 Thúy Lê. Dạ dây chuyền 16.550 sale 1.3 triệu nha. Đây chút xíu đầu like là bên kia bán 1.350 đó, bây giờ tương ứng bán 1.3 triệu lỗ.
cái này mấy chị mua tới 1,5 triệu lận, thương hiệu Việt Sáp, dây đó tăng đưa như một thước nha cả nhà, muốn đút lên đút xuống cũng được, giống như nhà hàng gì mình áo thun đó gì nè. Cái đó tôi bán tôi mua vốn 1,4 triệu đó bà, tôi lời có 30 ngàn cho em đó. Bà mua cái dòng đó chỗ khác tao bán tới 1,650 triệu đó, tôi nói thiệt luôn, tôi bán tôi nói giá thiệt không đó. Mà tính tin tôi thôi à, chứ giờ tôi cũng biết sao nữa, tôi không có lời. Tôi biết bà Canh mua sale được rẻ nhưng mà giá đó cũng rẻ hơn 200 ngàn rồi bà Hương không nghe. Rồi có một cái mặt trà nồi em sale trong 1,1 triệu, nhẫn đang đeo là 3,5 triệu, nhẫn xoàn, nhẫn ý hết rồi, nhẫn ý dài bữa nay em về. Rồi mặt này xem 1,1 triệu, mặt trà nồi một hàng hộp đơn giản dễ thương à, lâu lâu nó có một hàng hộp gì mấy chị đeo một hàng hộp gì tưởng như chị đeo là đồ sòn á à, hộp nó hộp tấm lớn nó sáng lắm. 4,620 xem 1,1 triệu, 4,620 xem 1,1 triệu, 7,5 triệu dây đó bằng xã ha, dây vô tình yêu tiều Phương Yến vậy nè, xã Phương Yến nè cơ, mặt đó 4,620 rẻ quá. Dây em đang đeo là dây Việt Sáp nghe, xem 1,3 triệu một thước, thước mốt đó chị muốn đút đâu đút hà. Dạ dây em đang đeo là 21,530, 21,530 đẹp chưa, 21,530 nghìn dạ đó mai. Dạ em sale cho 1,1 triệu nha, mấy bữa về chị hả à, nhầm bữa em đi chơi đó, 9,9 triệu xem 1,1 triệu, 9,9 triệu xem 1,1 triệu này, chuẩn bị đi chơi đó nè, đi cái tour siêu xe nè, đi Bình Thuận nè, đây tôi là up clip ha mấy chị ha, đó, TikTok cho mấy chị luôn, 9,9 triệu em sale cho 1,1 triệu. Rồi lấy dây đang đeo tình yêu Thiên Phước nè, 21,530, Trâm Phạm xã gì nè, con lấy hình lên bắn lại đi con à, rồi ok dây đang đeo 21,530, ok chốt cho Thiên Phước 21,530, 21,530. Rồi nhẫn 9,9 triệu mấy chị, nhẫn xem 1,1 triệu. Mẫu lạ đẹp luôn, mẫu đứa hoàng luôn nha, 9,9 triệu xem 1,1 triệu. Bao đẻ đẹp. Rồi dây này 24,660 nghìn dây 3 màu. Chị dây bi lớn này xong, chị chốt xong, chị có si trắng, mình nhìn si trắng rất đẹp nha. Giờ trước mắt chị nào muốn để màu hồng thì 3 màu thì để 3 màu, còn không si trắng là ok, bên em si trắng rất đẹp luôn. 9,9 triệu cho tình yêu Lâm Linh. Dạ đẹp rẻ, cuối tuần luôn, giá yêu thương. Ngày mai còn ngày cuối tuần nha mấy chị nha. Nói gì kìa em sẽ like, em không có like tới 3 chớp mà thời gian sẽ ngắn hơn. Giờ em like mấy ngày cuối tuần nha mấy chị, mấy ngày này em xả nha mấy chị luôn. Dạ dễ thương, em sale có 1,1 triệu mà mấy chị. Ba màu dài tới 5 tấc lận, 24,660. Chút xong cắt ngắn được nha cả nhà ơi, cắt ngắn được. 24,660 nghìn, rẻ đẹp, giá thơm phức. Thơm phức. Rồi em có một cái lắc trái tim. Trái tim sáng giới luôn, một cái trái tim móc máy, một trái tim lủng lỗ, xem 1,2 triệu. Rồi em chốt giùm em 5,880. Xem 1,2. Ngọc Huyền collagen, cái dây này em kêu si trắng nha cưng, đi cho đẹp. Em kêu si trắng đi. Dây này chị khuyến khích em nên si trắng, em đừng để 3 màu ha. Bên nhìn si trắng đẹp hơn màu ren. Nó giống như có công thức bí quyết gia truyền vậy đó chị. À, kem trộn gia truyền vậy đó. 5,880. 5,880 nghìn em chốt đơn. Giống như có thời gian mấy chị thấy nổ lên cái retinol không? Ai ai cũng xài retinol, nhưng mấy chị xài mà không có theo liệu trình, không có theo tôi hướng dẫn bác sĩ nè, một thời gian nó bào mòn cái mặt mấy chị, hư cái bằng cái retinol đó, đó. Tại vì em nói mấy chị nghe giống như ăn yến vậy đó. Mà mấy chị một tuần mấy chị ăn hai, một tuần hai lần thì ok. Mấy chị ngày nào cũng ăn và cuối cùng cái tốt nó sẽ ra hành độc đó mấy chị. Nó phải có liều lượng. À, giống như mấy cái chất làm đẹp cũng vậy mấy chị, chất làm đẹp nó sẽ tốt cho mấy khi nào là mà lâu lâu mấy chị xài một lần, hai lần, ba lần gì đó. Nó phải có chỉ định. Chứ giống như có thời gian mấy chị rộ lên retinol không? Bây giờ chị nào chị nấy retinol cái mặt nám hết trơn, hơn hết. Rồi lắc tay em chốt đơn 5,880. Ngọc Hiền 5,88. 5,880. Cái nhiều khi giống như ăn yến á, mỗi ngày mỗi ăn nó sẽ thành thuốc độc đó. À, dây chụp dây đang đeo chị Long Nguyễn coi 21,530 chị ơi, kèo thơm chị ơi. Kèo thơm cuối tuần chị ơi. Lắc tay chú dân Ngọc Hiền. Ai nữa? Nhiều khi chưa chắc người bán cho tao biết xài lâu nó bị hư vậy luôn á chị.
nó chỉ lột với mấy chị khúc đầu đó thôi, chứ đâu phải là retinol người nào cũng hợp đâu. Em sale cho giá 1.1 triệu nha, em nhận vô một chứ giùm em 4.770.000 4.770.000 em sale cho 1.1 triệu, quá rẻ đẹp. 4.770.000 trời ơi đẹp chưa, mấy chị nó amaro từ trên xuống dưới, đế thằng đế hai nữa. 4.770.000 có những đinh không hộp không? Không có đi em ơi. Rồi lớp này có chị xã nè, trời ơi đẹp muốn xỉu luôn á. Rồi em bán cho 1.150.000, 1.150.000 mấy chị nghe không lầm nha. Lắc bi bây giờ mua giá 1.4 triệu, 50.550.000 đó. Dạ lắc đang đeo 9.350, lắc bi bị xả đơn em chốt cho 12.880.000. 12.880 có tổng tiền tăng đường hình trái tim đi tại 48, 50, 52, 54 đều được. 12.880.000 sale. Dòng cặp những cái xe xe bông tay em 4.300.000 lên nha. Rồi còn ngón phút nữa xuống nha mấy chị ơi. Rồi chiếc nhẫn này lên đơn giùm em 4.770.000 này, chốt cho Nguyên Úc Nguyên nè con. Rồi bye bye mấy chị, 7:30 gặp nhau. Chào thơm đó nha. Nói chứ có 3 món đầu tiên là 3 món gọi là ta nói dằn, ta nói dằn xé xé sát cuối tuần đó. Dằn xé xé sát cuối tuần đó mấy chị ha. Rồi ok bye. Rồi tiếng Anh quá tiếng Anh. Bye bye mấy chị nha. 7:30 mình gặp nhau nha. Nà, 47 chú tiền đi Nguyễn Ngang 47 đi, có ai chuyển chút có đơn nha con. Rồi cái nào nữa, 12.880.000 là gì mua gì vậy? 12.880.000 là gì vậy em? À, thấy chưa? Rồi ok, dẹo, rồi ok, bye bye. Rồi em xin đa tạ, xin đa tạ. Định ca cái bài mà mẹ quê Nghiên Thành gì quên bà ơi, nhớ khúc đầu không à? Hết rồi. Bé hết rồi, bé xuống rồi, đưa quần áo xuống đi thay đồ con ơi. Y như ca sĩ chuẩn bị mà tới tăng này tới tăng kia hết mấy chị. Y như ca sĩ miệt vườn. Rồi xuống đó, tối này lên, tối này cũng có ý xe luôn. Này Duyên ơi, Duyên sẽ để lại cho chị cái này. Rồi ba cái đó đưa vô trên đi. Rồi ba đây, cái này em dồn vô một mâm được không? Dạ. Rồi, bứng này vô cho mấy bạn. Dồn vô mâm mấy chị đi. Tối này để góc nào chị, để xếp cái bên đây nè. Dạ mấy góc này chị like cho vậy. Dạ, dạ. Cái nào rồi cho tụi nó xong cái đi rồi để mấy kia. Con không bây giờ đổ mâm không hay có đây cho nó giải quyết cái này xong đi. Đây này đổ mâm sao gói à. Bữa nay có nghĩa là những ngày cuối tuần mình đừng đổ mâm. Em đều gỗ cho nó đây lên đi. Rồi chăm thì bây giờ nó xong xong liền chưa? Em cho chăm chăm anh nói thì có gì em để mà. Chị tối là chị có thùng chăm. Chị đang định lấy cái đó chăm á. Bây giờ em lên được nào lên. Còn không thì bây giờ em chốt chốt, em muốn chăm thì lỡ trễ thì sáng mai em chăm. Không chăm trước cái này đi. Chị ta có gì chăm. Rồi có gì chăm, bye bye mấy chị nha.